số điện thoại của cái số tài khoản hồi nãy là số nào ta, chị Tâm anh Tâm. Em chào chị My Thiên, chào chị Trâm Nguyễn. Hôm nay em lai lẻ đó chị em ơi, hôm nay lai lẻ. Em nói thật sự là ngày hôm nay thì em không hứa với mọi người và em cũng không hẹn mọi người là sẽ lên trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhưng bởi vì do là các bạn đã soạn được nhiều hàng đẹp quá nên thôi quyết định lên luôn. Phải nói là ngày hôm nay các bạn sau một quá trình tổng kết hàng hè đấy, các bạn gom được khá là nhiều mẫu đa dạng vô cùng luôn, thậm chí là nhí cổ trai gái đầy đủ hết luôn. Thế thôi rồi mình em quyết định em lên luôn, em không hề hẹn mọi người luôn ạ. Nên bởi vậy ai mà thấy được cái livestream này thì nhanh chóng vào livestream này để săn đồ cho con nhá. Ngày hôm nay sẽ được săn với giá cực kỳ sốc. Đưa hết cái hàng nó qua đây để xong rồi chị Nhung lên. Đây hàng để phục vụ hàng đơn lẻ trong ngày hôm nay đây các bạn nhìn này. Đấy, đây hàng úc ngồi xuống đấy, mấy bao đen luôn mọi người ạ, tha hồ luôn nhé. Ở trên dưới gần 4.000 hàng đấy, tha hồ lựa luôn nhé mọi người ơi. Mỗi một mã nó cứ còn 1-2 combo, mỗi một mã còn 1-2 combo nên chúng ta săn hàng cho con về mặt nhé mọi người. Chào Trâm Nguyễn, chào Lê Ngân, chào Võ Thị Thu Mai, chào chị Hàng Phan. Vâng, chào tất cả mọi người. Có bé 35 kg, bé trai bé gái 35 kg đầy đủ hết nhé mọi người nhé. Bé trai Kiệt Gia ơi 19 kg thì bao la luôn, chắc chắn là các bạn rất là nhiều luôn, phải cực kỳ nhiều luôn. Ok, chúng ta sẽ lên bắt đầu luôn em ơi, không mất thời gian của các chị em. Nhưng mà em nói thực sự luôn là ngày hôm nay hôm qua Linh Đan Trịnh ơi, nhân viên bên em vẫn đang chốt đơn chị nhá. Đơn ngày hôm qua vẫn còn đang chốt đây ạ. Các chị em cứ yên tâm nha, sẽ có đơn. Ôi bé trai 7 kg thì lại còn nhiều bạo nữa. Bé trai 7 kg thì nhiều lắm luôn. Như em chia sẻ với các chị em là hôm nay là sale, tức là làm sao ạ? Mỗi một combo nó cứ còn 1-2. Một khi em đã sale là sale cực kỳ rẻ các chị em nha. Một khi em đã sale là sale mà nó là em chỉ thu tiền vải về thôi. Nên những bạn nào muốn săn hàng sale cho con, em đang ngồi dành tất cả tình cảm cũng như là tâm huyết của em dành cho các mẹ, thì các mẹ hãy chia sẻ cho em ít nhất mỗi bạn 3 lần được không ạ? Bữa em hút ức hay sao mà 2 ngày không chốt hả Trần Thắm à? Chị, bữa em mua ít quá hay sao mà 2 ngày nay không chốt? Ơi, Trần Trâm mình nhớ là đơn sỉ đúng không? Chắc là vậy rồi, chắc là ít quá hả? Ít quá cho nên là anh Thái chưa biêu quá chị. Ủa nhưng mà không, Trần Trâm ơi, anh Thái có chụp biêu cho em mà, đúng không? Ít hay nhiều các bạn đều chụp biêu cho hết mà. Mất em 2 mí hello bằng 5 tím ok rồi. Trần Yến hello mọi người nhá. Các chị em ơi, em xin mỗi người hãy chia sẻ giúp em 3 lần, 4 lần, 5 lần các bạn nhá. Mỗi bạn hãy chia sẻ, các bạn hãy chia sẻ thật mạnh giúp em để chúng ta có thể săn được hàng theo các bạn nhá. Ok, em bắt đầu đây ạ. Cái này nó không ăn. Ủa vậy hả? Rồi ok, cao trắng tính luôn. Vậy thì hôm nay đặt hàng thêm cho con nhá. Nhắn tin Zalo không thấy hả? Không biết hàng em chị... Lê Thạch gửi hàng rồi, Lê Thạch gửi hàng cho em. Lê Thạch ơi, gửi hàng rồi, Lê Thạch nhá. Lê Thạch gửi hàng rồi nhá. Lê Thạch ở đâu vậy? Lê Thạch ở đâu vậy? Chị Nhung kiểm tra luôn cho đến đâu rồi, đi hàng đến đâu rồi. Để lát nữa hỏi ông xã chị coi. Như Lê Thạch đi xe à? Lê Thạch ở đâu chứ? Con chạy em ở đâu? Tại vì hôm bữa đang livestream á, xong rồi đi tối rồi, nó lên tối thứ hai. Tối hôm thứ hai đi luôn à? Đi hôm thứ hai luôn rồi. Đó, Lê Thạch nhá. Vâng, quần bé trai 12 kg thì bao la luôn chị Hà Nguyễn ạ. Hôm qua em đặt hàng mà chưa thấy ai chốt, gọi Thanh Lượng ơi. Bên em ơi Thanh Lượng chưa chốt đúng không? Đơn hàng Thanh Lượng chưa chốt chị nhá. Tức là nhân viên vẫn sẽ gọi điện trước đơn trong chiều hôm nay, các bạn yên tâm đi ạ. Từ sáng giờ là các bạn gọi rất là nhiều rồi thì bây giờ vẫn còn nhiều đơn lắm, các chị em cứ yên tâm. Hôm nay bạn nào mà đặt thêm thì em sẽ gom chung, còn nếu không là ý hết hàng luôn mọi người nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu mã đầu tiên. Hàng này hàng sale các chị em lưu ý em. Sale, bộ cá mập này em chỉ còn size số 2 phải không? Bộ cá mập chỉ còn size số 2, một combo số 6. Em bé Hồng. Các chị em lấy mang sale này cho nó cố định. Không phải rớt. Đó. Nguyễn Bì Vi Thắng hả?
khó đi không hay bị hủy rồi. Nếu đơn hàng từ hôm hai mấy, đơn hàng nếu mà đã gọi là đi hết mà chỉ sợ là bị trục trặc gì vấn đề gì đó, tại thường đơn hàng với chị đi khoảng 4-5 ngày là đã nhận được rồi, chỉ sợ là vì một lý do nào đó trục trặc hay gọi điện không nghe máy hoặc là số điện thoại bị sai, hàng sẽ bị hoàn về thôi đó nhá. Cao tránh tín nhá, hàng bị hoàn về thì hôm, ví dụ hôm nay là ngày bao nhiêu đấy em? 29 7 ngày rồi hả? Chín tín ở đâu vậy Tín ơi? Tín ở đâu nhá? Nguyễn Mỹ Thắng ngày hôm qua hả? Đặt hàng hôm qua, ngày hôm qua thì có khả năng hôm nay các bạn sẽ vẫn đang gọi điện chốt đơn, vẫn còn đang gọi điện chốt đơn đấy Thắng ạ. À, yên tâm nha. Rồi ok, con cá mập không không khác. Cá mập hôm nay thập cẩm các chị em nhá. Cá mập thập cẩm này, thập cẩm cho cá mập này còn được 1 2, ủa sao lại có 3 bộ? 3 bộ số, còn số 8 này, số 3 này, số 2 này, không không không, cái hàng này là hàng khác. Số 2 này, số 2 này, số 3 này. Ôi. Châm đồ trẻ em sao chốt đơn cho em hả? Châm đồ trẻ em là hàng gì? Châm đồ trẻ em là sỉ sao lại chưa chốt được, bởi vì sỉ đã chốt hết rồi. Đồng Tháp hả? Nhiều khi ít quá. Chị Như Huỳnh ơi, Như Huỳnh là đua hoa hôm đặt hàng mà xong rồi hủy đơn đúng không, hay là Như Huỳnh khác? Thành Như. Không, chị Thành Như thì không bao giờ. Như Huỳnh à? Chưa chốt hả? Chốt cho các chị. Lai lẻ mọi người ơi. Có ao ba lỗ không? Có, hôm nay là xả mà, tức là đây là hôm xả, hôm nay là tất cả các chị em cứ coi hàng và còn hàng gì em sẽ like hàng đó mọi người nhé. Vải đẹp lắm, mắt lắm đúng không Thành Lượng ơi? Đúng rồi, cá mập. Nhưng mà rất là tiếc, bởi vì sao ạ? Cá mập nó chỉ còn toàn size nhí thôi mọi người nhá. Cá mập nó còn size số 2 này. Em đặt này, cá mập size số 2, size số 3 này. Size số 8 này, size số 8 còn 2 combo. Size số 2, size số 2. Trời ơi, còn toàn còn một combo số 6. Tức là làm sao tải khách mới tanh mà. Ôi chị Nhung xin lỗi. Vậy thì hôm nay Cao Tránh đặt hàng lại cho con nhé. Chị Nhung sẽ bù cho con bằng những cái combo đẹp. Để chị Nhung sẽ kiểm tra đơn hàng của em. Có khả năng cao là đơn hàng bị thất lạc rồi. Đó. Rồi ok. Đừng buồn nha. Rồi combo cá mập của chúng ta. Combo này gồm có là 4 bộ hay 3, 4 bộ gì đó. Đại loại là 3, 4 bộ tùy. Tại vì mấy bạn nó ghép vào ấy, tức là nó là hàng lẻ sai, các bạn cứ ghép lại nó còn được 2, 4, 1 combo, 3 bộ hay là 4 bộ gì thì mình chốt được bình luôn. Tức là ví dụ bây giờ chị sẽ đổ đồng này. Hàng này xả sale nha mọi người nha. Xả sale lỗ luôn. Sale lỗ bởi vì nó toàn số 2. Còn toàn số 2. 3, 4 combo số 2, 1 combo số 3, 1 combo số 6. 1 combo số 6 và 2 combo số 8. 8 là khoảng tầm là đúng 20 kg, lấy số 8 thì ok rồi đó. Đó nha, số 8 khoảng 20 kg đổ lên, 20 đến 23 kg là thoải mái. Đây, hoặc là 18 kg cũng được, 18 kg hơi rộng một xíu nhưng mua cho con để dành. 20 kg em còn combo. Trên tinh thần là một combo của nó là 5 bộ nhưng mà em không phân biệt là 4 hay 5 hay 3. Tại vì sao ạ? Hên xui, tức là có khi là các bạn được 2 bộ, có khi được 3 bộ, có khi được 4 bộ. Nhưng mà nhiều nhất là 5 bộ nha mọi người. Và em xả sốc cho tất cả các chị em luôn. Riêng cái vải này mà các chị em cho con mặc là tuyệt vời. Đấy, ai mà con cứ từ 5, 6, 7, 8 kg đổ xuống là số 2 đẹp lắm luôn. Rẻ nha. Riêng số 2 em xả sốc cho các chị em là sao ạ? Số 6 và số 8 là 35.000 một bộ. Xả đồng giá 35k các chị em có nghe không? Đồng giá 35.000 một bộ. Nhưng riêng số 2 làm sao ạ? 33.000. Riêng số 2 33.000 nha các bạn nha. Rồi ai ưng số mấy còn tại em hóng lâu, để từ từ em chọn lại. Đừng buồn nhá. Đừng buồn. Rồi, số 2 là 33.000. Ok, Như Huỳnh này. Như Huỳnh số 6 này. Rồi. Số 2 và số 3 là có 33.000 một bộ, tức là 100.000 một bộ. Số 6 là 35.000 một bộ nhá chị Như Huỳnh nhá. Số 6 là 35, em ghi 35.000. Ủa em ơi, kéo bờ cái bút lông của mình nói đâu? Bé không thấy đâu rồi. Hả? Còn có một cây à? Nên chị Nhung một cây nữa. Số 8 cho em đi chị Mỹ Thắng ơi, em chưa chốt được tại vì chị phải cho em đi qua đây để số điện thoại nữa. Rồi ok, combo số 8 cho chị Linh Trương. Linh Trương hình như được 3 bộ hay sao ấy. Vải đẹp lắm. 5 bộ này. Rồi đâu số 8 Linh Trương. Số 8 35.000 một bộ ạ. Ok luôn. Số 8 là 35 nha. 35 cho. Linh Trương rồi Mỹ Thắng, nhưng mà Mỹ Thắng chưa có số điện thoại. Nguyễn Thị Mỹ Thắng thả số điện thoại. Các bạn ơi, sỉ là sỉ là phải có số điện thoại nhá. À sorry mọi người, là lẻ săn hàng sale là các bạn cứ comment cho em ạ. Combo bé cá mập kèm số ký kèm số điện thoại. Nguyễn Thị Mỹ Thắng ok. Rồi ok Nguyễn Thị Minh. Linh Trương số 8 rồi đúng không?
số 2 là từ 9 ký đổ xuống. Suka cho số 8 hình như được có 3 bộ thôi chị nhé. Suka được 3 bộ. Suka anh ok. Số 2 cho Dung Đình chưa có sơn thoại. Ai chưa có sơn thoại là không thể nào lấy được hàng nhé mọi người nhé. Đó ok. Dung Đình chưa có sơn thoại, các bạn nhắn một dòng thôi. Đấy Nguyễn Lân ơi, sao không chẳng ai chốt đơn cho em hàng vậy? Hàng vẫn đang chốt chị ơi. Vẫn đang chốt, các bạn vẫn đang chốt. Rồi ai lấy số 2? Số 2 là 100.000 3 bộ. Cứ một combo. Số 8 bé 25 kg mặc vừa không? Hết rồi chị ạ. Số 8 hết rồi. Số 8 hết rồi. Bây giờ chỉ còn số 2 và số 3 mọi người ơi. Số 2 và số 3. 10 12 kg là số mấy? Vậy lấy số 3 đi. Thúy ơi lấy số 3 đi, còn mình nhanh số 3, bởi vì số 3 với số 2 là chỉ có 33.000 một bộ đấy. Xả như vậy đó các chị em ạ, ưu ái cho những cái bạn nào mà con đang còn nhỏ bỉnh sữa đấy, còn đang trong cái giai đoạn mà vô cùng tốn tiền sữa. Đúng không ạ? Đấy cho nó rẻ quá mà sai nhí. Nó còn rớt lại tầm khoảng 4 combo. Như Huỳnh có rồi, Như Huỳnh nhá, chốt hàng chuẩn xác cho chị Nhung nhá. Đây. Ô cái vải này mặc sướng lắm luôn. Em nói thật sự cái vải này mát lắm, ai mà đã nhận rồi thì cho em một cái comment là vải đẹp không các bạn. Vải tuyệt vời luôn đấy. Mặc cho con những cái bộ này. Trời ơi 33.000 một bộ. 30 ký thì sẽ là mẫu khác chị Lan Nguyễn ơi, hôm nay em xả mà. Các chị em xả nhá. Đó. Ấy cái mã này bé trai, bé gái đâu mà bé gái mắm ơi. Cái này cá mập mà. Trời ơi cá mập. Lấy cho em đi nhé hả? Thế sao nãy không lấy số 8? Thiệt thật. Lấy số 8, 19 ký em lấy số 7 số 8 là thoải mái rồi. 12 ký bé gái. Ô đang xả mà. Không, cái này là số 2, chỉ còn số 2 và một cái số 3. Đấy, số 2 với số 3 là 100.000 3 bộ. 33.000 một bộ, combo 4 hoặc combo 5 gì đó tùy nha mọi người nhá. Đó, buôn đi. Ủa, Dung Đình á. Không, hôm nay chị Nhung lai xỉ mà. Lai lẻ vào ngày mai. À, lai lẻ mà, hôm nay chị lai lẻ mà. Lai xỉ vào ngày mai. Ok, Dung Đình này. Nhưng mà chứ nào bạn nào mà lấy xỉ thì chị Nhung sẽ cắt cái này lấy xỉ. Dung Đình. Dung Đình 0915164576. Ok. Số 2 và số 3 là có 33.000 một bộ nhé. Số 2 và số 3 là 33.000 một bộ. Ok, số 3. Cái này chị đang lai lẻ. Cái giá này lai lẻ là cực kỳ rẻ luôn rồi. Đó, Dung Đình có xác định không? Còn nếu không là chị Nhung xả nhé. Dung Đình bởi vì do là đang sale mà. Rồi tiếp tục. Em ơi, bỏ cái bọc này đi. Cái bộ đẹp như thế này mà tụi gì không mua cho con đâu mà. Cứ những bạn nào mà từ 5, 6, 7, 8 ký là lấy về cho con mà. Lai lẻ xỉ hẹn mọi người vào lúc 11 giờ trưa ngày mai. Xỉ lai hẹn mọi người. Còn số 2 và số 3 đồng giá 33.000 một bộ. Số 2 và số 3 có Suga Anh chờ xíu. Ừ Dung Đình có Ngọc Trâm 3 bộ số 3 để chị mua qua xem còn số 3. Đây Ngọc Trâm nhé. Ngọc Trâm ơi nó còn 4 bộ em lấy luôn cho chị Nhung nhé. Để kiểm tra 45. Tại mất công nó rớt lại ấy. 1, 2, 3, 4, 5. Còn 5 bộ. Đó, tại vì do là cái combo này còn 5 bộ gái ạ, à, có 33.000 mua bộ. Tội gì, đi ra ngoài mua 70-80.000 một bộ đó các bạn ạ. Ở đây bán có 33.000 thôi nhá. 5 bộ nhân 33 là bao nhiêu? 165.000, ô siêu rẻ luôn. Ngọc Trâm ok. Bé chốt cho chị màu tím để chị quà đó cháu. Đó, có đồng nha. Rồi ai lấy số 2 thì con mở số 2, còn số 3 này. Đó nhá. Lấy em cô bé trai ok. Duyên Hải Nguyễn thảo xuân thoại đấy. Duyên Hải Nguyễn ơi chị Nhung lấy số 3 luôn này. Duyên Hải Nguyễn khách cũ nhưng mà thả số điện thoại đây. Duyên Hải Nguyễn ơi. Duyên Hải Nguyễn ok ok sẵn hàng đi. Đó nha. Ok 10 ký, số 20 ký. Kim Thúy ơi số 3 thì khoảng tầm 11-12 ký. Nhưng mà số 2 thì tầm khoảng 9 ký đổ xuống. Số 2 9 ký đổ xuống. Hiện tại giờ hết số 3 rồi, bây giờ chỉ còn số 2 thôi. Đó Kim, à còn một số 3 nữa. Rồi Duyên Hải Nguyễn thẻ số điện thoại. Duyên Hải Nguyễn ơi. Các bạn ơi lấy xỉ là phải lấy số điện thoại thả theo. Dán một dòng thôi. Dạ, yeah, sai chuẩn là mấy shop. Dạ chị ơi, nếu mà 43 ký thì lát nữa em sẽ lên sai đại chị nhá. Em sẽ báo luôn, tại vì nó sẽ tùy mã. À, còn một combo số 5. Còn một combo cá mập số 5 mọi người nhé. Còn một combo số mập số 5. Nó là thập cẩm mà, xả hết. Cái đó là xả hết. Còn số 2 và số 3 ship toàn quốc 30. Ship toàn quốc 33.000. Có 30 ký chị chờ em một xíu. Bây giờ còn số 2 và số 3 mọi người nhé. Còn số 2 và số 3 33.000 một bộ. Đấy em xả như vậy đấy các bạn. Rẻ kinh khủng. Có 5, có 60 ký bé trai. Có 40 ký thì bao hoa. Em ơi chắc em rút cho chị Nhung cái hàng đại cổ bé trai đi. Mỗi lấy 4 bộ. Em được 4 màu chị. À ừ số 2 Kim Thúy. Ok Kim Thúy cho nha. Ồ nó đẹp lắm Thúy ơi. Được 4, 5 bộ. Kim Thúy ơi em được 5 bộ nhá. Tức là có một Kim Thúy cho bạn. Kim Thúy ok. Hôm nay em xả nó các chị em cứ chịu khó săn hàng cho con nó mặc. Trời ơi cái mùa hè này mà các bạn ơi, con nó đi chơi
đi chơi bời đồ này kia, mồ hôi mồ kê nhễ nhiều ra đúng không ạ? À? Mà nó có những cái bộ đồ cao cấp đẹp như thế này tụi nhiều mặc. Rồi Lucif thì như là cũng được 5 bộ chị nhá. Lucif Phạm, cảm ơn chị. Các bạn đang mua hàng trực tiếp tại xưởng đây ạ. 0765106. Đấy, Nguyễn Kim Nhung số 3, ok. Đó, Nguyễn Kim Nhung. Cá mập số 5, Hồng Nguyễn Hồng Đào. Chị Hồng Đào ơi, chị được 1, 2, 3, 4 bộ nhé. Chị Hồng Đào Nguyễn nhé. Nói chung là cứ được, nó rẻ lắm nên các chị em đừng lo lắng gì cả. Đó, Đào Nguyễn ok, tại vì nó hết hàng rồi. Đấy, Hồng Đào Nguyễn này. Ok, 33 ngàn luôn. Đúng rồi, số 3 là 33 số 3 ngàn. Em hết luôn, số 3 em hết luôn. Bây giờ em rồi. Phải đúng 2 con tô số 2 đấy các chị nhé. Cho chị Trần Trang. Trần Trang là cá sư tử nhé. Trần Trang ơi, sư tử nhé, Trần Trang nhé. Còn đúng với số 3 này thôi này. Số 3 sư tử luôn này. Sư tử đẹp cực luôn các chị ơi. Cái vải đã lắm, cái vải này. Cái sư tử này nó giá nó cao hơn. Tại vì sao ạ, nó phối cầu vai. Đấy, sư tử giá cao hơn, đẹp chưa? Đẹp không? Tuyệt vời luôn. Nhưng mà em vẫn tính đồng giá cho mọi người, cứ 33 ngàn một bộ nhân lên giúp em. 5 bộ thì là bao nhiêu ạ? 165 đúng không em? Đúng không? Cái này 175. Bằng giá à? Bao nhiêu đó? Đồng giá hết đi. Đồng giá hết rồi. Từ từ, không mở hàng cho các bạn xem đã. Rồi bây giờ sư tử này. Cái này là sư tử nha. Số 3 có mở hết rồi em ạ? À? Còn số 2 thôi không? Đấy, ai lấy sư tử, có mình sư tử cho em. Trần Trang hết nha. Tuyết Phương hết, Đăng Nguyệt BN hết nha. Đấy, dồn đơn hôm qua có đơn 3 bộ nữa hả? Ừ, nó rẻ lắm luôn Ngọc Trâm ơi. Nếu mà 12kg là thoải mái luôn bởi vì số 3 mà. Đấy, 12kg. Rồi, ok, Thúy Nguyễn sư tử này. Ai lấy sư tử, comment sư tử đi bởi vì sư tử nó còn có mấy combo thôi. Thúy Nguyễn, ok này. 0098 537 33 ngàn một bộ nhé chị Nhi Trần nhé. 33 ngàn một bộ. Ừ. Ừ, bé gái luôn em nhé. Ừ, cái đó em có rồi, phải chị Nhung cho cái khác. Không có sư tử này. Sư tử là 33 ngàn bởi vì nó còn toàn tay nhí thôi. 33 ngàn một bộ combo 4 hoặc 5 bộ gì đó. Tức là các bạn nó ghép lại còn được bao nhiêu bộ các bạn ạ. Rồi size số 2, size số 3 và size số 4. Có đúng một combo số 4. Số 4 là 12kg nha các bạn nhé. Số 2, số 3, số 4. Ôi, tiếc ghê. Số 2, số 3, số 4. Bạn nào mà cứ 4, 5 tuổi sorry mọi người, 4, 5 kg là quất cho em. Nó rẻ quá mà tội gì không mua để dành cho con nó mà. Có cái vải này nó, bộ chị Trinh ơi. Với những cái bạn nào mà con mà da nhạy cảm ấy thì càng phải mua mấy lần mà không được gọi. Dạ, yeah, Như Huỳnh sư tử số 4, ok Như Huỳnh luôn này. Ok Như Huỳnh nhá. Như Huỳnh để ý điện thoại nhận hàng và chú ý đặt hàng chuẩn cho em nhé. Rồi ok này. Ok này. Số 4 cho chị Lêu 2 này, ok. Còn số 4 nó để em kiểm tra con này. Bé ơi, nay chị Nhiêm ghi luôn cả dự bị nha em nhé. Đó. Ok, Lê Hoa dự bị nhé. Số 4 đó chị hết rồi. Ừ. Rồi bây giờ còn số 2, số 3. Số 2, số 3 thôi mọi người ạ. Số 2, số 3. Đúng rồi, sư tử cho Thu Vân Đạt. Ôi, nó đã lắm, sư tử trong Ngọc Đan. Số 3 cho Thu Vân Đạt. Ôi, nó rẻ quá, tội gì không mua đúng không ạ? Thu Vân Đạt. Rồi ok, 7906, ok. Đấy, còn số 2, số 3 thôi mọi người ạ. Số 2 và số 3 thôi mọi người nhá. Còn số 2, số 3. 26 cái combo này em thấy là chị ơi. Ừ, kiểm tra chờ một xíu nha. Còn số 2 mọi người nhá. Bây giờ hết số 3 luôn rồi. Bây giờ là cái bộ này. Một xíu nữa em sẽ bật lên hàng. Tại vì hôm nay các bạn ơi, đừng nản chí. Cứ còn cái gì em xả cái đó. Cứ còn cái gì em xả cái đó. Rồi, cứ còn cái gì em xả cái đó. Các chị em biết tại sao mà các chị em không săn được hàng không ạ? Bởi vì sao là nhiều khi là không phải không gọi điện đâu. Bên em tất cả nhân viên sẽ tập trung gọi điện rất nhiều. Nhưng bởi vì do là sư tử, các bạn cho điện thoại nhiều khi săn hàng vội quá, số điện thoại cho sai rồi, hoặc là các bạn lại không để ý điện thoại thì ngay lập tức bên em sẽ xả hàng và cho okay, qua. Số 2 cho chị Trang Phạm luôn ạ. Bên em chỉ gọi 1 đến 2 lần, không gọi lần thứ 3 và không gọi lần thứ 4 các bạn nhé. Bên em sẽ đi cho qua để chúng ta có thể đẩy hàng cho mẹ khác. Nên các chị em mua hàng online, mua hàng trên live như vậy với giá sale như thế này là rất là vất vả rồi, nguyên buổi trưa thay vì ngủ trưa đúng không ạ? Thay vì làm công việc mà chúng ta ngồi đây lựa hàng cho con như thế này. 12 ký hoàn số 4 chị em nhé. Bấm số điện thoại chuẩn cho em. Mấy lần mà không được chốt hả? Chị có bán lẻ trên live luôn hả? À, Nguyễn Lan hả? Ủa sao Nguyễn Lan không đã? Nguyễn Lan thì như hôm bữa có đi hàng không em? Chị nhớ có một bạn đơn hàng. Lan. Thôi được rồi, hôm nay tập trung đặt hàng đi cho chị Nhung nhé. Bây giờ cái bộ này em đang sale 33 ngàn đồng.
đồng giá. Có ai tin nổi bộ có tay mà cũng có 33 ngàn không chị em ơi? Rõ có ai tin nổi không ạ? À? Bộ có tay mà cũng 33 ngàn. 13 ký là số 4 cho em nhá. Ủa sao hôm nay chị sai lại là... Ừ. Chị like cái giờ này bởi vì nó hàng lẻ sai. Rồi, có tay như vậy thì nó chỉ còn sai số 2 và số 3 luôn. Xả. Bởi vì nó còn đúng hai sai nhỏ nhất nên em xả 33 ngàn một bộ. Nha mọi người nhá, 33 ngàn một bộ. Combo nó 4 hay là 5 bộ hay là 3 bộ gì đó. Còn số 2, số 3. Cái quần nó đẹp lắm, cái vải này, vải quần khủng long. Trời ơi, mặc lên sướng cực kỳ. Cưng. 33 ngàn một bộ, không ai tin nổi với cái giá này đâu. Đấy, siêu nhân 20 kg không có nha. Còn số 2, số 3 tức là tầm khoảng 10-11 kg đổ xuống cho em đi. 25 kg đợi con 23, 25 kg, chờ xíu. 50-60 có hết, 60 có hết. Chờ em một xíu. Em sẽ lên hàng tay cồ cho mọi người xem. Rồi, số 2, 3 có tay nha mọi người. 2 và 3 có tay, đồng giá hàng này rất là mắc tiền. Mà bây giờ em xả 33 ngàn hết. 33 ngàn. Ui dồi ôi, đúng rồi, các bạn ơi, 9 kg, đúng rồi. Có 3 có tay cho chân Trần Thanh Tâm. Đúng rồi, số 3 có tay cho Trần Thanh Tâm. Em ghi giá 33 ngàn này, khỏi nhầm giá. Bởi vì nó còn toàn số 2, số 3 em xả hết cho các chị em luôn. Nó mà còn số lớn thì không có cái giá này đâu các chị em ạ. À. Số lớn mà có giá này thì em lỗ chết luôn đấy. Em Trần Trang để lại giùm em số điện thoại em mới chốt bill được chị. Các bạn ơi, số 2 hay số 3 cũng phải kèm số điện thoại cho em nhé. Còn nếu không là không, không được chốt đâu. Mọi người ơi, các bạn ghi giùm em là bộ có tay xả. Xả bộ có tay kèm số điện thoại nha mọi người nhé. Số 2, số mặc số 3. Trần Sang số 3 nhưng mà chưa có điện thoại, còn số 3 thôi. Ôi dồi ôi, số 2 những bạn nào 5-6-7 ký chốt về cho con nó mặc. Thiệt 8 ký cho con nó mặc, đã lắm. Số 2 cho Kim Thúy ok nhưng mà chưa có số điện thoại này. Kim Thúy, số điện thoại. Số 3 còn không em? Chị Kim Thúy để lại giúp em số điện thoại ạ. À? Bao nhiêu để lên đấy? Hết rồi, còn số 2. Ồ, tiếc nhờ. Còn số 5 thì chị lại bán giá khác. Trần Trang hết số rồi, Trần Trang hết số 3 rồi đó. Còn toàn số 2. Mẹ ơi, 4 combo số 2. Ai lấy số 2 comment số 2 có tay nhá. Số 4 hết thì chị hết. Số 4 hết. Bây giờ chỉ còn số 2 này này. Có tay luôn xin phạt. Ok. Xin phạt để lại cho em số điện thoại. Luôn xin phạt gửi đơn. Ok. Luôn xin phạt thả số điện thoại lần một lần nữa nha. 12 ký em hết. Toàn thủ tiếc hết rồi, bây giờ chỉ còn số 2 thôi. Số 3 em hết ạ. Luôn xin phạt, đúng rồi. Rồi Kim Thúy có rồi, Kim Thúy này. Đợi đợi chị thả Kim số điện thoại. Đây đây đây. Chị Lucy xin phạt thả cho em số điện thoại chị. Rồi đơn. Lucy xin thả số điện thoại đi bạn ơi. Đấy, rồi ok, bây giờ chỉ còn số 2 và số 2 thôi, tức là chỉ còn số 2 thôi. Rồi tiếp tục ép qua. Úi giời ơi, em lên luôn cái bộ đại cồ nha mọi người nhá. Cồ bé trai. Em sẽ lên đại cồ bé trai và đại cổ bé gái có tay đẹp lắm luôn. Rồi, cái đại cồ em ơi, cho chị Nhung cái đại cồ bé trai mà size lớn nhất thì chị Nhung mặc cho mọi người xem. 60-65 ký. Đây, đây, đây chị Nhung mặc mọi người xem. Combo 30 ký. Đây chuẩn bị đây. Lên, chuẩn bị lên chị. Đây. Hàng này xịn xịn cực kỳ, cái chất liệu vải này ai đã từng mua hàng cổ bên em rồi. Các bạn cho em một comment xem vải đẹp không? Đấy, nếu mà bé 10 ký thì em chốt số 3 chị Nhung mấy tên ạ. Mượn số 3 cho nó mặc nó rộng rãi. Đây nhá. Cổ, cái hàng này lưu ý giúp em là hàng cổ chứ không phải là hàng nhí các chị em nhá. Hàng cổ túi này đầy đủ nha mọi người nhá. Túi hai bên các chị em. Ôi trai 10 ký nãy giờ chị không chốt thì mình cô nhé. Em ơi, bé trai 10 ký nãy quá trời luôn. Quá trời rồi. Sale cực sốc luôn. Trời ơi, em nói thiệt lòng này. Đây. Nhá. Đấy, đẹp chưa? Cái hàng cồ này mà các chị em không chốt cho con mới là uổng này. Thực sự là uổng luôn đó các bạn ạ. Cao cấp lắm, hàng này các bạn đi ra ngoài mua 178 một bộ. Mà ở đây hôm nay trong cái live stream này em xả cho các chị em luôn. Ủa chị Nhung nhớ không cái màu đỏ của hàng cái hình thương hiệu ấy. Hình thương hiệu á. Ủa nó đẹp thiệt luôn đấy. Này, vừa bộ sọc, bộ đồ này kia luôn. Và em báo tin vui cho các chị em đó là gì ạ? Cái bộ hàng cao cấp này, bộ sọc cao cấp này, khối này, khối cầu vai này, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi cái cổ này, cái túi này, vải mịn lắm, vải 4 chiều xuất khẩu mà mịn cực kỳ luôn. Và em sẽ sell cái lô này có 6 màu luôn. Rồi em sẽ sell cho các chị em luôn này, các bạn chờ em trong môi dàn nhé. Em chỉ áp dụng xả cho những bạn nào chia sẻ like mọi người nhé. Các bạn chia sẻ vào các hội nhóm giúp em nha mọi người nhé. Hôm nay combo 4 bộ 4 màu hàng cao cấp, em xả sốc cho các chị em luôn, chơi lớn luôn. Hàng 170-180 xả lớn luôn. Ủa, em bán như vậy các bạn nghe là các bạn ngất luôn nha mọi người nha. Em bán cho mọi người là nghe là ngất rồi. Ôi trời ơi, nó rẻ quá. Nó rẻ quá, 75 nhân cho. Ui trời ơi, 295 ngàn. Ta nói nó rẻ như thế này mà không chốt mới là tiếc. Rồi, ai chốt nhanh, ai chốt nhanh thì sẽ được mọi người nha. 295 ngàn chia cho 4 giúp em đi ạ. Còn có 73.700 đồng thôi. Đó, nhưng có size từ 30 kg cho đến 60 kg, ai nhanh thì vừa, ai nhanh thì được.
Ai ưng mã này comment cho em là đại cổ bé trai kèm số ký kèm số điện thoại từ 30 đến 60 ký nha mọi người nhá. 60 65 ký thoải mái luôn á, 60 65 ký nhá. 24 ký là khoảng số 8 nhưng mà mã này không vừa. 24 ký mã này không vừa. Đây này chị này size nhỏ nhất đây này chị này. Em đang cầm trên tay là size nhỏ nhất đấy ạ. Em đang cầm trên tay là size nhỏ nhất nha mọi người nhá. Đó nha mọi người ơi. Rồi để em lấy cái size lớn nhất em mặc cho các chị em xem. Em 60 ký này em lấy size lớn nhất cho. Ồ cái hàng này mặc sướng lắm. Cái hàng này mặc sướng lắm luôn á, em nói thật sự là mặc sướng cực kỳ luôn á. Chị ơi, chắc chị nào lấy cái bộ này thì comment giúp em bộ đại cổ. Bộ em ơi, cái này không có nhận nhiều đâu, mỗi cách 5 mẹ thôi nha. À, mỗi size 5 mẹ. Mỗi size chỉ có 5 mẹ chị nhá. Mỗi size 5 mẹ. Không mà lấy gì khác đi. Không, đại cổ này giống hôm qua, hôm qua cũng comment vậy. Ok, ok, chị Huỳnh Điệp và chị Huỳnh Điệp lấy hai combo hả mà. Combo này em chốt từ 30kg tới 60kg nha các chị nhé. Các chị nào lấy combo này là trộn tất cả các mẫu này. Em đưa lại cho các chị xem nè. Đó, rất là nhiều mẫu luôn. Đó, siêu nhân nhẹ đầy đủ luôn. 20 con và cherry đầy đủ luôn. 20 và siêu nhân nhẹ. Chị ơi, xỉ mà like vậy thì đại lý sao mà bán được nhỉ? Chị ơi, tại vì biết sao lâu lâu bên em sẽ sale hàng lẻ với cả như kiểu tri ân các chị xỉ lẻ. Đó, cho nên là bình thường mà. Trời đất ơi, các bạn xỉ các bạn bán ầm ầm luôn, làm gì có bán bình đâu. Thường luôn. Đây, 60kg, em 62kg cộng 1m50 mọi người nhá. 62kg cộng 52, 62kg, đấy. Các chị em thấy không, mặc rộng luôn mà mình còn có vòng 1, còn các bé trai nó không có vòng 1 đâu. Nào ok, bắt đầu này, đại cô bé trai kèm số ký kèm số điện thoại không nhận hơn nha mọi người nhá. Và em chỉ nhận mỗi size 5 mẹ thôi, bắt đầu ok. Thôi đừng cứ trời, như vậy ai lại làm như vậy. Không ai làm như vậy không hết, size, ok này. Không biết size bao nhiêu. Size từ 16, đây này, em ghi đại cô này. Đại cổ giá vô 295.000 4 bộ. Đấy, hiểu chưa? Rồi ok này, đại cổ okay, hình điệp này, chốt cho hình điệp này. Ok, hai combo này. Tức là cái này chúng ta chỉ có 16 mẹ thôi nhá. Ok, Hồng Đào Nguyễn ok này, 60kg này ok này. Đó nha. Rồi tiếp tục. Đại lý à. Đó ok, đại cổ này, nó đã như vậy này. Ok, Trinh Lê 60kg luôn nhá. Mặc vào nhìn men quá đúng không? Thấy miếng. Ô ok, đại cổ 60kg em cần hết. 60kg cho Rita Nguyễn ok luôn này. Combo 4 bộ 4 màu xả sale trong livestream này là 295.000. Đó 295.000 các chị em. Còn một combo 295.000. Bởi vì sao ạ? Các bạn xỉ khi đến với chúng tôi lấy nguyên tin thì giá okay. Cực kỳ tốt. Giá cực kỳ tốt luôn. Đó các bạn xỉ rất là mạnh mẽ. Rồi hàng của chúng ta là từ 30kg cho đến 60-65kg. 60-65kg luôn á. Bạn nào mà cứ cao 1m6, 1m7 là mặc thoải mái, mặc đẹp lắm. Rita Nguyễn ok, bắt đầu chốt nha. 295.000. Ok, ghim giá chị Nhung. Này, em 62kg cao 1m52. Đó, các chị em này, mà mình còn có vòng 1 và cái bụng rất là to. Kinh khủng khiếp luôn. Đó, những cái anh chị em nào, những cái bạn trai nào mà big size là phải săn thôi. Săn thôi nha. Rồi ok này, 60kg hết nha mọi người nha. Bắt đầu chốt cho bạn Villa Trần chân hả? Đấy, Villa Trần ok chân này. Bên nãy giờ là Villa Trần chỉ được 1 này, 2 này. Ok Villa Trần nhá, chị Nhung chốt cho Villa Trần. Ok Tina Giang Nguyễn này 60kg thiếu nhiều vậy hả? Rồi ok Trinh Lê này. Đó các chị em ơi, comment nhanh cho em là đại cổ kèm số ký kèm số điện thoại để chúng ta qua mẫu. Hàng cao cấp như thế này, phối cổ như thế này mà có 73.000 mấy trăm đồng một bộ. Đúng không ạ? Chưa đến 74.000 nữa. Đó các chị em ơi, chưa đến luôn ý. Như thế mà không mua khủng kinh khủng. Ok bo bo Nguyên Lê nhá, 55kg chuẩn luôn. Rồi chuẩn bị qua mã nha mọi người. Em sẽ like rất là nhanh bởi vì hàng này không có nhiều. Hàng này ít lắm. Hàng này là để cho các bạn xỉ, các bạn buông, các bạn đóng ô hết rồi. Rồi tiếp tục. Ok Trần Uyên, các bạn cứ comment đi ạ. Đại cổ bé trai ok Trần Uyên này. Ok chị Hiền Trương này. Đại cổ bé trai kèm số ký kèm số điện thoại, ghi rõ giùm em là đại cổ bé trai kèm số ký kèm số điện thoại. Nó từ 30 đến 60 ký mọi người nhá. Từ 30 đến 60 ký đại cổ bé trai. Sale trong livestream này là bao nhiêu ạ? 295.000 4 bộ. Chia ra là có 73.700 đồng. 73.700 đồng. Trời ơi nó rẻ như vậy đấy. Các bạn đi ra ngoài mua một bộ này là tính ra là em thấy là 295.000, các bạn đi ra ngoài các bạn mua được hai bộ. Bỏ đây các bạn mua được cái số lượng là gấp đôi luôn. Thay vì các con có hai bộ mặc ở nhà, đúng không ạ? Nó sẽ thiếu vô cùng luôn. Tại vì sao ạ? Thực ra hai bộ với các con trai hai bộ không là gì hết. Bộ đồ mặc ở nhà mà các con cần nhiều lắm luôn ấy. Có khi cả mỗi bé phải 5-6-7 bộ là ít đấy, đúng không ạ? Cảm ơn chị Hiền Trương nhá. Mà ở đây chúng ta bỏ ra có 295.000 thôi. 295.000 bây giờ không gần như nó không còn một cái ý nghĩa to đùng nữa. Bởi vì các bạn đi ra chợ một buổi chợ là còn thiếu nữa, đúng không ạ? Nhưng 295.000 các bạn mua được 4 bộ cho con về mặc thoải mái luôn, 4 ngày thay đổi. Vừa đi chơi vừa đá banh đồ này kia, đẹp tuyệt vời luôn các chị em nhé.
cái vải đã lắm. Vải này mặc các con mặc áo banh thì thôi rồi, thao hồ, mồ hôi mồ kê nhiều khi cũng không thành vấn đề. Ok, chị Hiền Trương này. Chị Hiền Trương ơi, chị lấy em thấy ở trên là chị comment 40, ở dưới chị 45 là không biết là bao nhiêu ký. Ok, hàng hốt cốt, cốt nha mọi người ơi, hốt cốt còn sai bao nhiêu? Hốt cốt còn người sai lớn 1 hả? Còn đúng sai số 1, buồn quá, buồn quá. À vâng, cảm ơn chị Hiền Trương, ok chị Hiền nhá. Rồi, đại cô bé trai kèm số ký và số thoại từ 30 cho đến 60 ký mọi người nhá. 8135 ký có không? 35 ký có chị Hiệp Định ơi. Đây này chị này. Đấy, chị ơi chị hãy comment cho em là đại cô bé trai 35 ký kèm số điện thoại là ngay lập tức các chị em sẽ được chốt đơn. Ok, rất là cảm ơn quá đẹp luôn. Lắm luôn. 30 ký mặc đẹp lắm. Em đang mặc size lớn nhất, còn đây là size nhỏ nhất. Em đang mắc ở đây là size nhỏ nhất mọi người nhé. Combo 4 bộ, 4 màu, 4 kiểu, 4 hình. Tha hồ cho con các bạn. Này, cái bộ này các bạn cứ đi ra ngoài, những anh chàng mà mập đi mua đồ đã khó rồi, đúng không ạ? Mua đồ cực kỳ khó các bạn nhé. Mà còn phải mua với cái giá là 170-180 một bộ. Đó, nhiều khi còn không ưng ý nữa. Vậy mà ngày hôm nay tại livestream này các bạn đang mua với cái giá mà bao nhiêu ạ? Nó còn rẻ hơn 60% so với giá thị trường. Thì tại sao chúng ta không thử mua một lần đi các bạn, mua một lần các bạn sẽ nghiện luôn lần thứ hai, bởi sao cái vải nó đẹp lắm. Em tin điều đó luôn á. Cảm ơn Nhi Lê, cảm ơn Nhi Lê nhá. Nhi Lê 38 ký ok, hình như ngày hôm qua Nhi Lê có đơn không? Được chốt chưa? Ờ chị Nhi Lê mà chị gì? Nhi Lê gì? Đấy, ok, cảm ơn mọi người. Bé trai 25 ký có luôn. Đây là tới tận 30 ký đổ lên rồi. Dạ ship toàn quốc 30-35 ngàn chị nhá. Ship toàn quốc 30-35 ngàn. Cảm ơn chị Hiền Trương, ngày mai nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn hoặc chiều nay chị nhé. Nếu ai cần gấp thì báo bên em luôn, nhắn tin trong tin nhắn trang xưởng là cần gấp thì bên em sẽ hỗ trợ gửi gấp mọi người nhé. Tại vì hôm giờ có nhiều bạn đang mua gấp để về cho con nó mặc về quê nghỉ hè, các con nó về quê đấy. Rồi ok, đây là hàng ốp cốt. Hàng ốp cốt thì các bạn biết rồi, em không nói nhiều về chất liệu hàng ốp cốt nữa, bởi vì sao ạ? Một khi họ lên được cái thương hiệu như thế này, thương hiệu quốc dân như thế này, thì đồng nghĩa việc cái đường kim mũi chỉ chất liệu vải nó là phải đạt một cái mốc đỉnh đỉnh rồi, đúng không ạ? Nên do đó mà ngày hôm nay thì cũng rất là buồn. Em thực sự là rất là tiếc, bởi vì sao? Nó chỉ còn size số 1 thôi. Size số 1 thì nhất thật luôn. Tức là chỉ còn size số 1 thôi cho bé từ 9 10 ký đổ xuống mọi người nha. Ok, bao bao Nguyên lên. Thì từ 9 ký đổ xuống cho em thôi ạ, 10 ký đổ xuống cho em. Đây. Ôi, những bạn nào mà cứ 9 ký đổ xuống, ai 10 ký đổ xuống cho em nhé. 10 ký đổ xuống. Các bé nào mà cứ do ra người, hoặc là những bạn nào mà chị 7-8 ký mà người tròn ú ú ấy, những bạn nào bôi 3 tháng ấy, trời ơi nó đẹp lắm. 10 ký đổ xuống là quất cho em cái combo cao cấp này các chị em ạ, mặc lên đỉnh lắm luôn. Hàng này mà mặc bé đi chơi, đi ra ngoài đường đi chơi thì em chỉ sợ là các mẹ sẽ của, trời ơi sao mà con trai đâu mà đẹp nhớ, mặc bộ đồ cưng quá, vải cao cấp. Rồi ai ưng mã ốt cốt này comment cho em là xả ốt cốt kèm size số 1, kèm số điện thoại nhá. Và ốt cốt người ta đang bán giá 180-200 ngàn một bộ. Em xả sốc cho các chị em luôn, đồng giá không quan tâm luôn, 60 ngàn một bộ. Ai ưng nhanh comment nhanh cho em. Xả ốt cốt combo là bao nhiêu bộ nhỉ? Ốt cốt này là bao nhiêu bộ nhỉ? Bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Ok, 4 màu nữa này. Màu đỏ như hồi nãy này. Quần trắng đen trộn cái màu rêu này mới mặc đẹp này. Màu rêu mặc đẹp lắm. Màu rêu mặc đẹp lắm luôn ý. Màu rêu đẹp lắm luôn. Ô này, cái này cho chị nhé. Ốt cốt nha mọi người nha. 60 ngàn tức là có 244 bộ luôn. 244 bộ các chị em mặc, cho cái màu rêu mặc đẹp lên, sáng da, trắng da cực kỳ, cái vải sướng luôn ấy. Sờ vô cái vải này đúng sướng. Ai đã sở hữu cái ốt cốt này cho em một cái comment vải đẹp không các chị em. Đó. Không. Hàng này thì lại không vừa 20 ký tiếp nhỉ. Đến Diễm My. Hàng này là chỉ còn số 1 thôi nên chị Dung xả giá sốc như vậy đấy, có 60 ngàn bộ thôi, hàng ốt cốt. 60 ngàn ốt cốt cao cấp. Hàng này các bạn đi mua nhập giá xỉ không là đã 69 ngàn rồi. Đó, số 1, số 1, ai lấy số 1, comment số 1 cho em nha. Đây, số 1 nha mọi người nha. Đây. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đẹp nghiền ngấm chưa? Trời ơi, cái này mà mặc lên này, các chị em nhìn này, em ướm lên người không các chị em nhìn này. Xinh không? Xuất sắc luôn, số 1, ai lấy comment cho em số 1 từ 10 ký đổ xuống. Những bạn nào con nhỏ, trai nhỏ, mua về cho con nó mặc. Đấy ơi, chị này chị đang cần gấp hàng, chị nhắn tin này. Đó, số 1. Ok Mỹ Thiên, những bạn nào lấy 2 bộ thì phải thể số thoại. Đó nha. Bởi vì hôm nay chị xả như vậy là rẻ lắm luôn rồi. Nha. Để lại số điện thoại cho em luôn các chị ơi. Nào các bạn ơi, chốt đi. Các bạn lấy đi các bạn ơi, comment cho em số 1 kèm số ký kèm số thoại và xả 60 ngàn combo 4 bộ là có 240. Các bạn hôm nay các bạn bỏ ra 700-800 ngàn nguyên một cái bao về hàng cho con đấy. Tại cô còn, 53 ký còn. Rồi ok này. Nhí nhí à, rồi bắt đầu chốt này.
Thu Văn Hoàng, ok, Thu Văn Hoàng, chốt cho Thu Văn Hoàng này. Đó, các bạn ơi, bỏ ra 700 ngàn mua đồ cho con thôi rồi luôn. Bộ này em mua rồi, vải đẹp lắm, đúng rồi. Thu Văn Hoàng, ok này. Đấy, trời ơi, nó siêu rẻ luôn á, ok, 60 ngàn. 60k. Nhà này bộ thể thao em vẫn đang in chị ơi, tại vì đợt này thể thao chưa? Đang nhiều quá. 60 ngàn, 60 ngàn, vậy cho hai combo là 8 bộ. Dạ, chị Hiệp Định. Em cảm ơn chị Hiệp Định. Chị Hiệp Định ơi, chị nhắn tin vào trang sở đi, em gửi hàng luôn cho chị trong ngày mai luôn á. Nha chị nhá, thì em cảm ơn chị. Ờ ok. Rồi hai chắc hai em. Ai lấy số 1 cảm ơn số 1 nhá. Ok đại cô. Ok, cảm ơn chị Nhi Lê. Rồi. Ok chị Hiệp Định luôn. Cảm ơn các chị em rất là nhiều. Rồi bây giờ ai lấy số 1 cảm ơn số 1 cho em nhá. Và sale trong livestream này là bao nhiêu ạ? 240 có 60 ngàn một bộ thôi. Đó, hàng cao cấp kinh khủng khiếp. Ờ. Ừ. Bé gái đi em có một dàn bướm bướm. Rồi ok, lên bé gái rồi, mấy ông ơi. Lên bé gái luôn, em xảo xem ké bé trai bé gái đại cổ luôn. Dồn đơn có dồn đơn ạ. Được dồn đơn. Nếu mà chưa đi là dồn được nhá. Ok đi ta, đúng rồi. Đi ta Nguyễn Trúng Tủ rồi. Hôm nay các bạn nào mà lẻ rồi nha chị. Ừ, nhưng mà chưa có sân thoại Mỹ Thiên. Mỹ Thiên ơi, để lại chị Mỹ Thiên. Hôm nay những chị em nào mà săn được hàng sale này về cho con nó mặc đúng sướng luôn. Giá quá rẻ. Giá quá rẻ luôn. Dạ, bộ số 1 ốc cốt nhưng mà quá rẻ luôn. Số 1 ốc cốt. Yến Hoàng chưa có sân thoại. Nhưng mà chị Yến Hoàng chưa có số điện thoại chị ơi. Không, 25kg thì không vừa. Số 7 không còn, Hoàng tạm ơn tiếp nhờ. Đấy, Mi Thiên 2 bộ. Đấy, ok Mi Thiên. Rồi bây giờ này, 27kg thì có hàng nào? Có, lát nữa, cái mã nào mà 27kg, 22kg em xem. Yến Hoàng ơi, cho sân thoại Yến Hoàng ơi. Bảo ơi các bạn ơi, cho số điện thoại chuẩn để ngày mai được gọi điện chốt đơn. Chứ để mà tới lúc cảm ơn chị màu tím nhé. Chứ để gọi điện chốt đơn mà không được không nghe máy thì rất là tiếc công của mình sang hàng nhé. Những hàng chưa có số điện thoại chưa được chốt này. Còn một combo số 1 cuối cùng nha mọi người nhé. Còn một combo số 1 cuối cùng. Rồi tiếp tục nhé. Ôi trời ơi bé gái xả hết. Còn toàn xe nhí thôi. Khổ thân xong rồi bắt đầu lên đại. Em ơi em móc cho chị Nhung bộ đài bé gái đi. Bộ đài bé gái hàng mới. Mới thì xả luôn cho các bạn. Áo lẻ, bắt đầu các bạn nghe sao em đọc số này. Áo lẻ số 4. Hàng này hôm bữa bạn kia bạn nhận số thì ôi sao một cái vải gì mà sờ vô xuống tay quá vậy. Em nói thiệt hàng cao cấp mà. Số 7, còn một combo số 7, còn một combo số 6, còn một combo số 2. Số 3. Số 9. Dạ, yeah, cảm ơn chị Hiệp Định hết hả? Ok. Số 5. Ok, tức là cái hàng này của chúng ta tới 23kg các bạn ạ. Số 8 nha các chị nhé. Ok. Rồi, 23kg các bạn nhé, 23kg. Đó, Yến Phạm chưa có số điện thoại. Đại cô, cảm ơn chị Trần Nga. Đây, em đang mặc là đại cô đấy chị ạ. Đẹp lắm luôn, các chị em mà nhận cái vải này về là tuyệt vời. Đại cô này, cái vải nó cao cấp lắm. Đi vào shop 170, 180, không biết các bạn mua được chưa đấy. Rồi, ok, áo lẻ bé gái đúng không? Áo lẻ là bé gái. Hôm nay có quần dài nào không hả? Cái quần dài gì đó chị? Chưa có quần kaki. Cái áo này em sorry các chị em, nó là vải cao cấp, nó là vải hàng thương hiệu đấy ạ. Chất liệu vải cô tông 4 chiều chính phẩm loại 1, tức là làm sao khi mà các bạn mặc lên nó mịn, nó mát và nó con mặc lên nó sướng lắm, nó sẽ bảo vệ cái làn da nhạy cảm của các con. Đây, cái mình vải của chúng ta đây. Đấy, nó mịn như thế này các chị em nhé. Đây các chị em nhìn này. Rồi, áo lẻ này có 3 màu, combo 3 màu. Hàng này của chúng ta xỉ là 39.000. Như ngày hôm nay chị Nhung mặc đồ bộ bé trai, Mộng Nghi ạ. Rồi hôm nay em xả cho các bạn luôn này, lỗ nhá các chị em nhá. Em mà bán xả là xả lỗ 100.000 ba áo, ai lấy nhanh thì được. Dạ em vợ luôn. Cảm ơn chị Trần Nga. Ok, 100.000 ba áo từ 10kg cho đến 24kg. 24kg ai lấy nhanh thì được nha. Mỗi một combo còn một size thôi, mỗi combo còn một size thôi, ai lấy nhanh. 100.000 ba áo các chị em có nghe không? Xả áo bé gái, comment cho em là xả áo bé gái kèm số ký kèm số điện thoại cho em. Xả áo bé gái kèm số ký kèm số điện thoại cho em nha. Xả áo bé gái kèm số ký kèm số điện thoại cho em nha. Xả áo bé gái kèm số ký kèm số điện thoại cho em. Bởi vì sao họ có 100.000 ba áo mà hàng này hàng cao cấp, đi ra ngoài mua toàn là 70-80 ngàn. 70-80 ngàn nha mọi người nhé. 70-80 ngàn một áo mà ở đây thì có 33 ngàn một áo. Sốc như vậy đó, em báo như vậy mọi người ạ. Số 5 ok này, xả 100.000 ba áo. Ừ, đẹp lắm luôn các bạn ơi. Xả rồi hai combo áo 23kg. Dạ cảm ơn chị 23kg đây. Chị Hồng Đào Nguyễn, ok chị Hồng Đào Nguyễn 1. Hồng Đào Nguyễn 2, ok Hồng Đào Nguyễn. Rồi Lê Hoa bán áo rồi mặc không à?
pha trần đây lên phần cứng luôn. Ok, lê hoa nhá, lê hoa 24kg này. Nhận được giày chứ chị, pha trần ơi. 511204, ok. Đời thổi nhà ai mà cho rồi còn phải ship free nữa chứ. Chị dâu người hốt hàng đi, có gì em liên lạc hả? À rồi, Trần Trâm ok, nhưng mà Trần Trâm hiện tại giờ 20 số 8 hết rồi Trần Trâm ơi. Ok, em cảm ơn chị Màu Tím. Rồi, bây giờ chỉ còn số 6 thôi. Màu Tím cảm ơn mọi người nha. 14 ký cho Candy Hằng Thu, 14 ký này. Đây, Candy Hằng Thu phải cao cấp lắm các bạn ơi. Lê Ngọc Bảo Châu ok, Lê Ngọc Bảo Châu đây, số 7 này. À, Lê Ngọc Bảo Châu 18 ký ok. Ok, Lê Ngọc Bảo Châu đuôi số điện thoại là 6173 ok. Đó, 100.000 ba áo cho mọi người nhá. Số 8 hết rồi, số truyền hình ơi. 24 ký hết luôn. Đấy, Hồ Phan thấy rồi hả? 24 ký Thanh Huyền hết. Thanh út cóc nhẹ. Trả tiền ship nhá. Rồi, bây giờ còn size số 523 2356 2356 các chị em ạ, à, giày dép đi chị hả? Ok, giày dép sẽ hẹn mọi người vào một cái buổi live gần nhá. 2356 100.000 ba áo. Nó đẹp tuyệt vời luôn. Số 6 là khoảng 17 ký nha mọi người ạ. À. Hết rồi, áo bé gái hả? À. Có độ bé gái. Trời ơi, Thanh Hằng lên, em ơi móc cái bộ đại bé gái lên chị nhúc đi. Trời ơi, đại gái đẹp lắm. Bé còn móc đại cổ đây em ấy. Đây. Ok, yên tâm, Bảo Châu yên tâm thì chị Nhung sẽ check lại mà. Rồi, Hồ Phạm ok 17 ký luôn. Hoàn hảo. Trên lầu một con trai. Cảm ơn Hân Lê, bộ đại cổ đúng không? Ok, cảm ơn. Ok chị luôn. Hồ Phạm ok. Hồ Phạm 17 ký. Hồ Phạm 68475. Rồi bộ bé gái là đang hiếm trầm trọng, khan hiếm trầm trọng. Bài đẹp lắm luôn đúng không? Trời ơi, nhìn thấy màu tím chưa màu, cần chưa cần màu tím màu đó, màu xanh mới có một cái màu hồng ấy. Có đồ con trai xanh nhỏ không mà chị Bích Vân đấy giờ em sale quá trời xanh nhỏ luôn. Bé bao nhiêu ký chị nào? Bữa nay không bán rõ sách nữa hả chị Nhung? Ấy trời ơi, các bạn lại còn muốn bán rõ sách nữa hả? Thế để bà Nhung bán đội tóc giả luôn ấy. Ok, thì bữa nào sẵn ra mới cho về đấy. Cái đó thì phải liên hệ với bên công ty bên chỗ Quảng Châu. Em, lên tiếp áo này. Ôi, nhưng mà cái màu hồng phấn ấy, cái màu hồng phấn mà chấm chấm ấy, là cái màu đó là nó có màu đó lên. Không có quần trục chị Hồng Nguyên ơi, em không bán quần trục. Hôm nay hết quần trục này, em chưa đẩy ra. Tại quần trục thì phải ở bên xưởng. Các bạn nghe áo của áo ba lỗ cho em nhé. Các bạn nghe size này. Hả? Ôi, còn một cái số 9 này, mọi người ơi. Số 9, áo bé gái số 9 cho Thanh Huyền nhá. Số 9 cho Thanh Huyền, ok này. Đấy, Thanh Huyền ơi, số 9 24 ký nhá. Chốt cho Thanh Huyền luôn. Bây giờ chỉ còn số 7 hả? Còn một cái số 7 20 ký đây này. Thanh Huyền ok, Thanh Huyền rồi nhá. Mà muốn mua nữa hả? Đẹp quá đúng không? Hồ Phạm có rồi. 17 ký kìa. Hồ Phạm có rồi hả? Em mua 2 cái rồi mà giờ muốn mua thêm. Ừ, ít bữa nữa mua ủng hộ chị nhá. Đây nó còn một cái áo số 7 nữa mọi người ạ. 15 ký cho Trinh Vang. Chuẩn luôn. Trời ơi, 100.000 ba áo tội gì không mua các bạn ơi, nó đẹp lắm luôn. Khách hàng thân thiết mua hàng săn hàng sale chia sẻ cho em nhá. Mỗi một mẹ hãy chia sẻ cho em nhá. Có bộ dài, hôm nay thì không có bộ dài. Hôm nay không cảm có bộ chị dài. Trinh Vang luôn. Ok, nó còn một cái combo số 7 mọi người ạ. Đó, đẹp lắm, chấm bi màu hồng. Chấm bi hồng phấn. Hồng phấn đó, cái bới cho chị hồng. Không. Bao nhiêu đây nhỉ? 6 màu tất cả. Cái màu nhiều nhất thì nó nằm ở dưới. Chị Trinh Vang chưa? Chị Trinh Vang thì chốt rồi hả? Ừ. Size 7 cho em như hình á. Trinh Vang ok rồi, như hình luôn. Chị nói bé trai 6 màu, em có 5 màu rồi. Em bung hết, em bung hết ra nó chưa? 2 bao rồi. Em sao rồi nè. Đòi giống bé em à? Không là sao? Vậy sao đổi được chị Nhung về là sao? Về không vừa nên bé nó đòi giống bé em hả? À? Tức là bé lớn đòi giống bé em hả? À? Hay là sao? Chưa hiểu. Chưa hiểu. Ơi chị Hằng ơi, tức là làm sao ạ? À? Rồi tiếp tục mắng mọi người ơi. Hàng áo cao cấp nữa lần thứ hai nha mọi người nhá. Áo ba lỗ bé gái. Ôi em ơi, các bạn ơi, các bạn nghe sai đọc nha. Hai cái áo số 8 này, số 3 này. Số 3 này. Ồ, cái hàng này vàng của chị đây, giờ mua nữa. Chị ạ, à, thì chắc phải kiềm chế mua hàng quá rồi hả? Mới mua, à, mới nhận được đúng không?
cái hàng này đẹp lắm, cái vải này ai mà cho ai đã nhận cái hàng Mickey này cho em một cái comment cái vải Mickey sướng không các bạn. Một áo trong một bọc đóng hàng kỹ như vậy đó, nó là cao cấp mà. Một áo trong một bọc các chị em nha, chờ em một xíu để em coi cái áo này size cho mấy. Số 1 ok. Số 1 này. Ờ, đi ơi, của em là hai đơn rồi ấy. Ôi trời ơi, thổ thân. À, rồi em cảm ơn chị. Rồi ok, em sẽ check cho chị nhé. Số 1, số 2, số 3, số 7, số 6. Ok, vậy là làm sao ạ? Cái hàng ba lỗ của chúng ta nó chỉ còn đúng size 1. Các bạn nghe nhá, 1, 2, 3, 6, 7. Tức là từ 7kg cho đến 20kg áo ba lỗ. Hết hả em ạ? Áo ba lỗ hết sạch hả không? Đây, các chị em nhá. Áo ba lỗ. Mỗi một combo chỉ có một cái thôi mày nhá. Mỗi một size chỉ có một combo thôi. Ôi trời ơi, đẹp hết. Đẹp lắm luôn á. Cái màu chấm bi không nó? Cái màu đó là cái màu nhiều nhất á. Không. Cái chấm bi hồng ấy, cái chấm bi hồng em chưa lên tại vì em có 6 màu chị. Đấy, đây. Thôi cái áo ba lỗ này nó đẹp. Nó nói đẹp thần thánh luôn các chị em ạ. Giơ lên đây đây. Đây. Hàng cao cấp các chị em nha, áo ba lỗ nha. Cái này mà để đi với quần sọc hay hàng lát em lên quần kaki sale cho các chị em luôn. Đó các chị em nha. Gửi cho em nhỏ quá hả? Ôi, nói số ký. Nói số ký là sao? Em kiểm tra cho chị Nhung đơn hàng này có chị Nhung tay. Đây. Các chị em áo nhá. Áo này của chúng ta còn size số 1 cho tới số 7, tức là làm sao ạ? Từ 7kg cho đến 20kg. Và em sale trong livestream này là sao? Combo này có bao nhiêu màu đây? 1 2 3 4 màu luôn. 4 bộ 4 áo 4 màu các chị em nha. Màu trắng, màu vàng, màu hồng phấn, màu hồng dâu. Đó, 4 áo màu hồng. 4 áo 4 màu và em sale cho các chị em luôn là 30.000 một áo nhân 4 lên cho em nha mọi người nhá. Viên lê 3 áo 14kg. Ok viên lê. Chị em mà nhận được cái áo này về mặc sướng lắm. Đấy, viên lê ok, viên lê này. Viên lê khách quen luôn. Đấy, ai lấy áo ba lỗ cơ mình nhanh áo lỗ. Cứ 30 ngàn nhân lên mình em nhé. 30 ngàn nhân lên. Rồi, ok cho bạn viên lê này. Viên lê là áo có tay. Đuôi là 5401. Đúng rồi, nó đó. Không, 4 đây. Áo ba lỗ. Ơi. Rồi, ai lấy áo ba lỗ cơ mình áo ba lỗ cho em nha. Chị Đào Thị Thú Hằng ơi, chị Đào Thị Thú Hằng nhắn lại một nhắn trên trang của em giúp em đấy. Để cho nó nổi tin nhắn lên giúp em đó chị. Rồi. Thiên. Em hai áo số 3 Nghi Thiên à. Ơi Hào Hình ơi chưa có số ký chị ơi. Chị ơi chị để lại số ký cho em và số số ký này. Đơn hôm qua chưa đi. Thành Như ơi đơn hôm qua chưa đi. Đẹp thịt đấy, hàng này đẹp thịt luôn á. Ôi trời, cái hàng này không có xuống tay. Vải cao cấp lắm luôn. Đấy em nhá. Còn số 1, số 2, số 3, số 4, số 6, 7. Đây là các bạn cứ chốt từ. Các bạn để 3 áo 4 áo 3 lỗ nha. Trinh Vang bao nhiêu ký các bạn ơi? Lu Su Bu 12 ký ok. Trinh Vang chưa có số ký, chưa lấy được này nhá. Em đi hàng thu em 16 ký cho số 6 hả? Cho số 6 nhá. À vậy thì em nhắn tin cho chị Nhung và inbox trong trang sử cho chị Nhung để chị Nhung gửi hàng cho. À quên chị đổi cho địa chỉ để em gửi lại chị Nhung. Thu 16 ký số 6. Ừ đúng rồi 16 ký số 6. Lu Su Bu 12 ký đúng rồi số 3. Đẹp lắm luôn. Lu Su Bu. Trăm ngàn ba áo. Kim A cái gì nhỉ? Trăm ngàn đâu phải trăm ngàn. Tức là 30 ngàn một áo, 120. Ừ. Không phải 100 ngàn bốn áo như vậy thì kết luôn, có 25 ngàn không đủ tiền vải. Được chưa? 30k một áo. Đấy. Rồi, hiện tại giờ Trinh Vang thì chưa có số ký này. Thanh Huyền, áo ba lỗ 12 và 24, 24 thì không vừa. 12 thì đây 12 đây. À đây, có hai cái số 8 thôi nhá. Hai cái số 8 cái này sai từ 1 cái 8. Rồi ok Thanh Huyền nhá, 24 và 12 có rồi nhưng mà 12 24 thì chỉ có hai áo thôi. Đấy chị Thiều Hoa 12 ký. Chị Thiều Hoa 12 ký. Đấy chị Thiều Hoa cái này thôi. Chị Thiều Hoa hết nhá, chị Thiều Hoa hết. Hà Huỳnh hết nhá. Số Hà Huỳnh. Hà Huỳnh 3 áo 20 ký ok, 20 ký cho Hà Huỳnh. Hà Huỳnh 20 ký ok nhá.
9 8 2 8 7 9 0 7 5 ok. Đó, ok Hòa Huỳnh rồi này. Kem còn gái ơi. Cẩm Đặng 10 ký này em. Cẩm Đặng ok, hai cái 7, hai cái 17 hết rồi, 17 rồi. Anh Như ơi, 17 hết rồi, bây giờ lấy cho con gái đi. Con gái 7 hết 17 rồi. Thành Như. Cái đó là Cẩm Đặng. Ừ, Thành Như hai cái hả? Chị không lấy cho. Cái này của Thành Như nhé. Để mua lại bút này, đang khô mực lắm. Ừ. Rồi ok, Thành Như. Rồi, 16 ký hết. Bây giờ chỉ còn số 1, số 2 thôi. Đấy, Kinh Vang nó chậm cái là hết mất rồi. Chị ra mua bánh bao kìa. Em hai áo số 3, 13 ký hết rồi. Đấy, chậm một cái là hết luôn mọi người nhé. Phan Hiền hết nhá. Bây giờ chỉ còn size số 2. À, nếu 30 ngàn một áo ạ. Rồi. Xong lên quần sọc luôn, em sẽ mua đồ. Ừ, ok. 13 ký hết rồi, Như Huỳnh ơi hết nhá. 13 ký hết, 15 ký hết. Bây giờ chỉ còn size số 1 thôi. 1 và 2 thôi. 1 và 2 thôi, em qua mẫu. 1 và 2. Rồi, bây giờ này, em hỏi mọi người nhá. Em hỏi các chị em là em có ba lỗ không chị? Không, Như Huỳnh ơi. Không có nhá. Hết mất rồi ạ, số 2 hết rồi đúng không? Đông qua chưa đi, hôm nay em sẽ gộp chung đi một lượt luôn. Các chị em ơi, em hỏi mọi người là các bạn có muốn em lên bộ đại bé gái từ 25 cho đến 45 ký không ạ? Những ai có trong vừa số ký từ 25 cho đến 45 ký, hãy comment cho em là đại gái đi, để em sell cho mọi người bộ đại gái nhá. Chị Đàn Thủ Thu Hàng ơi, chị hãy inbox vào trong trang sử cho em, lát nữa em sẽ giải quyết đơn cho chị nhá. Rồi, ai có muốn mua bộ đại bé gái từ 25 cho đến 45 ký cho em một cái chồng em đại gái thì em lấy. Đấy nha mọi người nhá. Thế Hoàng ơi hết áo ba lỗ rồi, chị đừng buồn em nhá. Trinh Vang hết luôn. Chốt em báo là chết rồi, Trinh Vang này chị hỏi em thì cái này là nó đi rồi, coi luôn hết luôn. Đại gái các bạn ơi, để em soạn hàng đại gái em share cho các bạn. Ôi đại gái hôm nay cái mã đẹp lắm. Đẹp lắm luôn á chị em ơi, đại gái đúng hoài vô cùng luôn. Đúng rồi. Quần sọc gái luôn đấy ạ. Quần sọc bé gái luôn nhá. Em cứ sọc. Ok, rồi bắt đầu em lên luôn này mọi người. Đại gái. Dạ, gộp chung luôn. Ừ, ok. Đẹp chưa? Các chị em ngắm giùm em bộ đại bé gái. Sorry các bạn, bởi vì nó là bộ đại mà lại là quần lửng nữa. Sướng chưa? Cái quan trọng nhất là mùa này là các bạn phải có những cái bộ quần lửng này đây. Bởi vì sao? Chuẩn bị trời nó mưa mà các con đi học nữa. Mùa hè các con đi học thêm nha. Sắm cho con mấy combo bộ lửng này các bạn ơi. Nó là bộ đại nên em móc lên các bạn nhìn này. Nó là áo phọc dài, áo phông rộng như vậy này. Sướng lắm. Cái quần của nó là quần legging, túi mổ, túi hai bên nha mọi người nhá. Túi mổ hai bên, vải đẹp xuất sắc luôn. Các chị em ạ, vải này mà các chị em cho con mặc thì thôi hết sảy luôn. Trời nắng trời mưa thì cũng không sợ. Bởi vì sao? Nó là vải cô tông 4 chiều xuất khẩu mà. Nên con mặc lên nó mát lắm luôn. Trời ơi đẹp quá. Nó phối này. Cưng chưa? Combo 4 bộ 4 màu em bán giá sốc cho các chị em luôn nhá. Hôm nay em chơi lớn các chị em luôn này. Combo 4 bộ 4 màu cho chị mượn điện thoại chị nhầm. Chị cần quan tâm là cái giá buồn các bạn thôi là xong rồi, chị Nhung đẩy lên một chút thôi. Ok, combo 4 bộ 4 màu các chị em lưu ý giùm em này, hàng đại gái và hàng này cũng rất là ít, hàng cực kỳ ít các chị em nhá. Nó kiểu như thế này này, áo rộng, áo vòng rộng một xíu, quần legging các bạn nhá, quần này. Đấy, túi này. Cái quần này là mặc lên là đúng đỉnh luôn á, cái vải này các bạn nhìn vải này. Tối này 25 cho đến 45 ký và hôm nay em sale sốc cho các chị em luôn combo 4 bộ 4 màu. Em làm trò nữa các chị em luôn này. Bán rẻ lắm thì em nhắn nhắn bán rẻ. Nó kêu bán rẻ đều lắm hả? Thôi chạy đi, lỡ rồi, chơi rẻ luôn đi. 200 nhân cho 4. Úi giời ơi, 280.000, 70 ngàn một bộ, chơi lớn luôn. 70 ngàn một bộ luôn. Đấy, ai mua nhanh thì được nhá. Ai mua nhanh được đạt, tức là chỉ có 70 ngàn một bộ. Combo 4 bộ 4 màu 280.000 chia ra là 70 ngàn. Ai lấy nhanh thì được. Trời ơi nó đẹp lắm. Mỗi một size được 5 mẹ mua được mọi người nhá. Và ơi cái gì mà Trinh nhăn nỉ chị luôn, không hiểu. Cảm ơn mọi người, hãy comment cho em là đại gái kèm số ký kèm số điện thoại cho em nha mọi người. Xả đại gái kèm số ký kèm số điện thoại và sale lớn luôn. Đẹp lắm luôn. Trời ơi những cái hàng này các bạn không mua cho con này, biết không? Đẹp lắm luôn, các bạn phải nhìn ở ngoài tận mắt các bạn nhìn nó mới đẹp nhá. Nhìn này, cái bông hoa để xa xa nhìn nó rối rối cái mắt tưởng là cái gì, nhưng thực chất nó là những con mèo rất là xinh, cực kỳ xinh các chị em ạ.
đại gái kèm số ký kèm số điện thoại phải ghi đầy đủ như vậy thì mới chốt đơn được, bởi vì các bạn ghi là combo size 25 ký 26 ký là không hiểu là cái gì đâu ạ. Đây chấm bi, em phải để cho các chị em nhìn gần á, các chị em mới cảm nhận được cái chất liệu vải cũng như là cái form dáng đẹp lắm. Con mà mặc lên các chị em nhìn này, duyên cực. Đại gái kèm số ký kèm số điện thoại cho em nha mọi người nhá, ghi rõ cho em như vậy, đại gái kèm số ký kèm số điện thoại cho em, xuất sắc luôn đó. Đại gái kèm số ký kèm số điện thoại, trời cái màu tím mà tôi yêu màu tím này dễ sợ luôn, tím mà còn hello nó cũng tinh rồi chứ. Cái con mặc lên trắng da lắm, trắng da lắm luôn, từ 25 cho đến 40 ký nhá, 280 đến 400 siêu rẻ luôn. Cảm ơn Thanh Huyền rất là nhiều, ok này, cảm ơn Liên Đặng luôn. Em qua rồi, các bạn cứ comment cho em là đại gái kèm số ký số điện thoại cả trong livestream này là 280.000, tức là làm sao ạ, 70.000 một bộ, rẻ như vậy đó các bạn, rẻ kinh khủng khiếp như vậy luôn á. Đói vải xuất sắc luôn, các chị em cứ nhận được cái vải này các bạn cân bê luôn đó các bạn. Form dáng chuẩn, may đẹp lắm luôn, hàng này may là chuẩn từng đường kim mũi chỉ nhá mọi người nhá. Rồi ok lên má, các bạn cứ comment cho em đại gái kèm số ký kèm số điện thoại mọi người nhá. Đẹp lắm, 25 đến 45 ký chị Thắm sen cohen ơi, sen cohen. Ôi Nguyễn Hàng ok, Nguyễn Hàng lấy hai công bộ, bạn nào mà có hai chị em thì tranh thủ mà lấy về cho con mặc, bởi vì thực sự nếu bạn nào mà thường xuyên theo dõi em thì gần như là bộ đại gái em rất hiếm khi bán, rất hiếm đi lên, bởi vì sao, luôn luôn bị cháy hàng. Đại gái thứ nhất là may rất là lâu, bởi vì bao giờ đại gái cũng phối kiểu cách đồ này kia hơn đó, may lâu lắm luôn, tiền vải tiền công tất cả mọi thứ nó lâu hơn, nên bởi vậy em rất là ngại lên đại gái. Nên bởi vậy mỗi lần mà em xảo một lô đại gái nào thì các chị em tranh thủ mà hốt về cho con nó mặc, lấy về cho con mặc, nó rẻ quá mà, có 70.000 đó các chị em ạ, 280.000 mà mua được 4 bộ luôn. Các chị em, các bạn nào mà chuyên mua đồ cho con ở đi ra ngoài shop ngoài chợ thì các bạn đi mua một lần và bên em thử một lần các bạn bỏ ra 200 mấy chục nghìn thôi. Đó, nghèo với chị Nhung hả? Mua hoài đồ cho con cũng nghèo. Cảm ơn Quỳnh Như, cảm ơn Quyên Đặng, các chị em cứ comment cho em đại gái kèm số ký kèm số điện thoại và sale trong livestream này là bao nhiêu ạ? 280.000 nhá. Có Tứ Phạm ơi. Ơi Trinh Phan. Trinh Phan. Chị ơi. Mua một bộ màu tím, nếu mà một bộ thì em không bán, tức là em không ship các chị ạ. Đấy, Tú Phạm ơi, em mới vô hả? Ok, bong bóng này còn được bao nhiêu ký em ơi? Rồi, combo bong bóng là combo cuối cùng mọi người nhá. Ba lỗ 14 ký hết sạch rồi Chim Phan. Nãy chị Nhung nói là nhắn một dòng đi để chị Nhung ghi luôn. Chờ em nhắn lại một cái thì nó lại hết mất rồi. Đấy, giờ nó chỉ còn mỗi size số 4 thôi. Khổ thân Chim Phan. Rồi ok. Cái hàng của Level Kit, hàng Level Kit này thì ai đã nhận rồi cũng cho em một cái comment luôn. Hàng toàn bộ là hàng Việt và hàng xưởng em, nhà em may mọi người nhá. Hàng xưởng, hàng của công ty bên em may luôn. Công ty tôi may mặc Tuấn Tú mọi người nhé. Công ty may mặc Tuấn Tú của mọi người lên mạng mọi người sợ là sẽ ra hàng của nhà em. Đấy. Toàn bộ hàng này là do em thiết kế mọi người nhé. Bên em thiết kế hết luôn ạ. Lên đây ạ, em chụp tí ạ. Đây Quyên Trà, đây lên cho chụp tí. Chị Thắm Seco ấy, tức là chị muốn mua hai bé luôn đúng không ạ? Chị mua hai combo đúng không ạ? Hai combo 48 bộ mà có bao nhiêu? Trời ơi. Có 280. Ui dồi, có 560. Kinh khủng, rẻ, kinh khủng. Ship toàn quốc 30-33 ngàn chị nhé. Ship toàn quốc 30-33 ngàn. Bạn nào bao hàng to thì 35-39. Tức là những cái bạn nào mà bao hàng to đùng đùng ấy. Đấy nhá mọi người nhá. Rồi ok. Tiền ship rất là cao nhưng thực chất tiền ship rất cao, nhưng mà bên em có hỗ trợ cho các chị em để tiền ship nó rơi vào tầm từ 30-35 ngàn. Các bạn lưu ý giúp em. Nói chung là rất là rẻ, tiền ship là rất là rẻ. Tiền ship đó là chủ yếu là để trả cho các bạn nhân viên vận chuyển hàng hóa, các bạn rất là vất vả các bạn ạ, vận chuyển cả bao nhiêu ngàn cây số mà các bạn nhận ở nhà, chỉ việc ở nhà bấm điện thoại thôi, nên cái tiền ship mà bạn mua online em thiết nghĩ là các bạn không nên đem tiền ship để mà cộng vô cái tiền hàng để chia ra thành một bộ đồ, bởi vì khi các bạn đi ra ngoài chợ, các bạn đi ra ngoài shop thì cái tiền thời gian trả cho các bạn, cái thời gian các bạn đi á, rồi cái thời gian tiền xăng tiền cộ nó cũng là cái tiền ship của chính các bạn đó, mà nhiều khi các bạn đi ra shop còn mua không được đồ và mua một cái giá rất là cao. Mà tại sao khi các bạn ở nhà các bạn bấm điện thoại các bạn mua và người ta ship tận nhà cho các bạn mà các bạn đi đắn đo từng 30 ngàn tiền ship? Em nghĩ là như vậy thì các chị bạn Hào không Huỳnh nên ơi, mua Hào Huỳnh lấy cái gì chị Hào Huỳnh ơi? Đó, tại vì mất tiền ship rất là rẻ ạ. Mọi người nhá. Ơi đại trai hả? Có combo đại trai có. Mắm ơi. Đại trai đây. Lát nó lên lại cho. Ok, hàng của hàng Level Kit. Em thấy là bây giờ xu hướng mua online rất là ok. Với điều kiện là các bạn tìm được một nơi uy tín chất lượng để chúng ta đặt niềm tin. Đó, một khi các bạn đã mua một nơi nào đó các bạn cảm thấy yên tâm thì các bạn mua online nó lợi hơn rất là nhiều, vừa ở nhà không mua một ơ công ok chị Thắm xe cô, nhân viên sẽ gọi điện. Ba lỗ còn mấy ký chị ơi? Còn 13 ký thôi em ạ, không còn 15 ký đâu. Đây rồi, bộ Level Kit cao cấp các chị em nha,
bộ clever kit, bộ clever kit cao cấp. Hàng này các bạn ơi, ai đã nhận rồi thì cũng cho em một comment luôn. Hàng này hàng của công ty, hàng của công ty. Cái quần đây các chị em cứ nhìn đi ạ. Đây, hàng livestream là các bạn nhìn thấy tận mắt rồi. Đúng không ạ? Chất liệu vải đây em để gần cho mọi người nhìn đây. Nó mịn như thế này này. Nó là vải cô tông mà. Đồ bộ thì mặc á. À đây, ừ, lát chị nhung lại cho. Bé trai đấy. Lát mặc lại đi. Lát chị nhung lại cho. Hà Thanh chờ xíu. Đây. Đây mọi người nhé. Hàng của Level Kit, hàng này là hàng thương hiệu luôn. Và cái hàng này em cũng chỉ còn đúng bao nhiêu ạ? Combo 4 bộ 4 màu luôn. Combo 4 bộ 4 màu mọi người nhé. Hàng này em xả sốc cho các chị em luôn. Hàng này cũng đi ra ngoài mua trên 130, không có cái giá gì hết. Vải nó giống như cái vải con cưng ấy. Cái vải này là vải của con cưng. Thì ô tô rồi mấy mẹ ạ. À. Ừ đúng rồi. Cảm ơn Thành Như rất là nhiều. Một cái bạn một khách hàng thân thiết. Đây. Quá đẹp luôn. Cái này các bạn đi ra ngoài mua thì nó rơi tầm khoảng 130 một bộ. Nhưng tại livestream này em xả cho các chị em luôn đây này mọi người nhé. Combo 4 bộ 4 màu em bán cho các bạn luôn. Ba lỗ em lấy hai cái được được. Trinh Phan lấy giờ còn đâu mà lấy. 13 ký nghĩa là rớt xuống 13 ký rồi. Thì chính xác là con bao nhiêu ký? 15 hay 13? Từ lúc 15 xong rồi giảm giá xuống 14, giảm giá xuống 3. Trinh Phan chỉ size 4 đi. Không còn nữa chứ, em coi xem còn không. Để bên đó. Rồi anh Thương Nguyễn ơi, hàng này chị không xả cho mọi người giá 59.000 nhân cho 4 cho em nhé. Là bao nhiêu ạ? 59.000 nhân cho 4 em xả sốc cho mọi người luôn. 235.000 mọi người ạ. 236 làm tròn 235.000. Đó, làm tròn thì không biết tới ai khác. Trời ơi Lê Hoa dễ thương quá. Hàng này của chúng ta là còn đúng 235.000 4 bộ luôn. Nè, 235 chia cho 4 bộ. Trời ơi có 58.700 đồng. 58.000 đó mọi người ơi. Rồi, màu sắc như vậy đó. Nhưng bây giờ quan trọng nghe size này ạ. Size của chúng ta còn size số 2. Eo, còn size số 2 thôi hả? Số 1, số 2 với 2G, số 6. Vẫn còn buồn buồn. Ôi, buồn quá mọi người ơi. Còn toàn size 1, 2 và 6. 1, 2 và 6. Không, hàng này không chị còn size đi Trần đó, chị Gây đi Trần lấy cái mã gì chị nhờ? Đây nè, đây nè. Tiếc không? Buồn dễ sợ luôn ý. 2 size số 6. Mọi người ơi, hàng này chúng ta chỉ còn size số 1. Hết số 8 chị Su Ruy Hình ơi. Hết số 8, Su Ruy Hình đừng buồn nhá. Tức là còn size 1, 2, 6. 1, 2, 6 chị em hàng combo 235 ngàn. Ai lấy nhanh ủng hộ em mọi người nhá. 1, 2, 6. 1, 2, 6. Ừ, tiếp nhờ. Các bạn nhìn hàng này, các bạn biết chất lượng rồi. Nhìn hàng này, nhìn cái vải các bạn nhìn này. Và nhìn đường kim mướt như thế này này. Đó, hàng của Level Kit mà có 50 mấy ngàn. Đâu em? Thầy. Ok cho Thanh Huyền, ok Thanh Huyền này. 12 ký về mặt búng vít luôn ấy. Hàng này mặc xíu 12 ký số 2 đấy. Đúng rồi, chuẩn luôn, hàng không to lắm. Đấy, ok. Bạn nào mà lấy 2 bộ thì em không thể nào ship được mọi người ạ. Ok, 4 đấy. Ok, Thanh Hoàng. Số 4. À, có số 4 nữa mọi người ơi. Có số 4 nha. Số 8 không bé? Bới thì không có trong còn số 8 không? 8 còn Thanh Huyền, ok. 3, 5, 3. Này, Thanh Huyền đi. Ủa, không mờ đâu. Hết mực đó. Chị Hoàng Phạm 17 ký là lấy số 6 hả? Ừ. Em ơi, em qua chị Nhung nhớ còn một cái bút nữa mà đúng không Thanh con nhé? Bút này nhanh hết lắm. Không đầu gì nó cũng không ra đâu. Nguyễn Hà Nguyên còn số 6 không bé? Còn số 6. Lúc nãy giờ chị lấy số 6 thôi. Một combo số 6 này. Cho bà. Hết rồi. Em lấy các bạn nào vậy? Em lấy chị Hoàng Phạm đấy. Chị lấy nhà này. Thanh Huyền là số 6 và Thanh Huyền là số 12 ký. Thanh Huyền 12 ký lấy số 3, à số 2. Các bạn chờ em một xíu nha. Bạn chờ xíu khó chờ em xíu nhé. Ở đây còn số 3 với số 4 nữa nha các chị nhé. Này, cái này của Thanh Huyền này em này. Thanh Huyền này. Đó. Thanh Huyền. Rồi, Hoàng Phạm có chưa? Thanh Huyền vừa lúc có rồi, Thanh Hoàng số 2 có rồi chị. Đầu tiên đấy. Em biết thì chị có Thanh Hoàng này. Cái này Thanh Hoàng. Hoàng Phạm á? Ừ, Hoàng Phạm. Hoàng Phạm em lấy số 6 có không? Rồi, Thanh Huyền có rồi ạ? Thanh Huyền em biết hả? Số 12 có rồi, em biết trên này. Rồi, Hoàng Phạm rồi vào Nguyễn Hà Nguyên. Ok. Liên Phan. Hai bộ chị cũng không ship được. Tại vì do là ship như vậy lỗ tiền ship. Chị Nguyễn Thảo ơi, 32 ký là cái mã này đúng không ạ? Mã này ha chị ha. Rồi, 20 ký Hà Huỳnh. 20 ký còn số 7 không em? Còn số 7 không? Em đi hàng thu còn số 6 không? Còn số 3 này, 2 bộ số 3.
Thứ hai, các bạn chờ em một chút nhé. Các bạn cứ yên tâm chờ em một chút. Còn số 2, số 3 và số 4. Đây, em kiếm 1, 2, 3, 4 nữa các chị nhé. Còn 1, 2, 3, 4. Để đó kiếm chị cái bút. Còn 1, 2, 3, 4 nè. Số 6 là 18 ký đổ xuống mọi người. Hết số 6 số, rồi. Nãy giờ không được áo lẻ, giờ cũng không mua được luôn à. Số 7 hết. Rồi em 2 bộ cho đủ 4 bộ để ký. Ly Thiên bao nhiêu ký? 14 ký mặc đẹp lắm luôn anh Thương Nguyễn ơi. Đấy Trần Trang 17 ký còn không em? Mi à, Thiên 13. Đây, đây Mi Thiên này em này, Mi Thiên 2 bộ này luôn, chuẩn luôn số 3. Cái Mi Thiên 2 bộ này. Đấy, lô số 13 ký còn đấy. Chốt đi các bạn ơi, 13 ký còn. 16 ký số 7 à, mà số 6 17 ký thoải mái. Số 8 không có, bộ nhí heo ba bao bữa trước. Quần hơi quần lửng hơi cưng chị ạ. À. Đại gái, dạ, yeah, đại gái lấy. Vâng. Hết 24 ký rồi. Trang Phạm 2 bộ 17 ký hết. Bây giờ Ken đưa hàng thu số 4. Ken đưa hàng thu số 4 rồi này. Em cảm ơn chị Thu nhé. Em cảm ơn chị Ken đưa hàng thu nhé. À, và chị nhỏ Nhiếp Thắm. Nhiếp Thắm mà đơn sỉ đơn lẻ ta. Ken. Nhiếp Thắm á. Ừ. Bé ơi, chị Nhiếp Thắm đơn hàng sao vậy bé? Nhiếp Thắm là đơn lẻ. Siêu nhân hết rồi chị ạ. Ôi trời ơi, Nguyễn Hà Nguyên. Nguyễn Hà Nguyên đâu rồi? Các bạn ơi, à Nguyễn Hà Nguyên đây chị Thảo. Các bạn hai, các bạn biết không em? À, thấy xe chị ngay đầu đường nè. Chị Tàu Hải ngay đầu đường mà hôm bữa em mua ấy. Có. À. Rồi, à, 16 ký, à 17 ký để em kiểm tra nào. Trang 17 ký. Trần Trang, cảm ơn chị Trần Trang. Không động, từ 2-3 hôm nay chị không động xe chị luôn, chị không biết luôn. Chị Nhung đi về em ấy. Ok, Trần Trang. Chị Trần Trang có rồi nhá. Quần jean đùi quần có. Quần jean đùi có chị ơi. Số 7 hết, 13 ký còn. Trang Thị Nguyễn Thi ơi lấy cho em nhá. Ok, Nguyễn Hà Nguyên em bỏ ra rồi. Đấy, mọi người chờ em một xíu. Ừ. Rồi, ở đây em còn sai số 1-2-3. 1-2-3 tức là làm sao ạ? Từ 9 ký cho đến 1-2-3-4, từ 9 ký đến 15 ký. 15 ký các bạn ạ. Từ 9 ký đến 15 ký. Ai lấy comment nhanh cho em nhé. Cái quần này các bạn bé mặc đi học mầm non rồi kia. Hai bạn kia, à, hai bộ kia bạn kia lấy thôi. Ý thêm đi. Angle chân. Angle trần. Angle trần có 20 ký đâu có đâu. Không có 20 ký. Cái này của chúng ta không có xa 20 ký chị ạ. Cho em xem cô mua quần jean đại đi ạ. Ừ, quần jean đại hả? Đun đại không? Chị Trinh Vang thấy luôn ạ. Thấy chị thấy Trinh Vang. Thanh Huyền luôn. Rồi ok, qua mẫu nha mọi người nha. Ở đây chúng ta còn size 1234. 1234 sale trong livestream này là bao nhiêu? 55.000 hay 50 combo đại với gái lớn nhất bao nhiêu ký vậy? Chị Hân Lê ơi, lớn nhất là 45 ký chị Hân Lê ạ. Đây đây đây. Em cột lại. Đó, ai lấy nhanh comment nhanh cho em để chúng ta qua mã nha. Qua tiếp tục bạn. Đây này, đại bé gái này các chị em này. Em ơi, em phải giữ vào cái ốc. Đâu phải đâu. Đây. Đỉnh chưa? Đại gái cưng lắm luôn các chị em ơi. Xe mà... mặc lên phải nói là tuyệt vời. Đại gái này các chị em ạ. À. Đại gái, ai lấy bộ đại gái comment nhanh cho em là đại gái ơi, Trinh Vang. Đây váy nữa, đây đại gái đây các chị em ơi. Nó đẹp lắm luôn, các bạn ơi để nhìn ngoài, các bạn nhìn ở ngoài thì thôi rồi, nó tuyệt vời luôn các chị em nhá. Đó, đây này, ở em để gần cho các chị em nhìn này. Các chị em để gần cho các chị em xem này. Đó, vâng em sẽ lên bộ đại bé trai lại sau. Bộ đại bé chị gái này, bộ đại bé gái từ 25kg cho đến 45kg. Áo babydon, quần lửng mọi người nhá, quần lửng có túi mổ hai bên, đầy đủ hết. Vải nó là vải xuất khẩu siêu mịn các chị em này. Và em xả trong livestream này sốc luôn cho các chị em luôn này. 69.000 một bộ nhân 4 cho em mọi người. Em xả vậy đó, em xả sốc như vậy đó. 69 nhân 4 em xả 275.000 đúng không? À 280 ok. Tức làm sao ạ? À? Em bán rẻ mà nó là rẻ kinh khủng khiếp luôn các chị em, chốt nhanh đi. 69.000 nhân 4 mọi người nhá. 275.000 cho tròn cho vậy cho các bạn tính cho các bạn dễ. 275.000 tôi nói là được 4 bộ đồ cho con. Ai ưng comment nhanh. Bởi vì sao? Nãy giờ các bạn chốt nhiều lắm rồi. Từ 25 cho đến 45 ký mua hai chị em về mặc. Nhớ nha, 275.000 em tính tròn như vậy các chị em để cho các bé màu lớn coi như là lì xì cho các bé một xíu. Đó, cưng chưa?
Trời ơi, đã ghê luôn đấy. Các bạn ơi, chia sẻ mạnh tay để em bán ra sale cho mọi người nhá. Rồi, đó là đại gái. Ai ưng đại gái comment đại gái kèm số ký, kèm số điện thoại và sale livestream 275.000 4 bộ. Còn cái anh đại trai này đây, em lên đại trai lại các chị em nha. Đại cổ bé trai cao cấp. Cái này là đại cổ bé trai rồi. Cái hàng đại cổ bé trai em đang mặc đây các chị em nhé. Cho bé trai. Đây. Đại cổ bé trai em đang mặc đây mọi người này. Em 62 kg, cao 1m52 mọi người nhé. Em là họ thuộc vào tip là dư cân. Đấy, đây. Mọi người nhìn giúp em này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Bộ đại cổ phối cầu vai các bạn nhé. Phối cầu vai túi đầy đủ hết, mỗi một hình là một màu các chị em ơi, đẹp lắm luôn. Cái quan trọng hơn hết đó là vải cao cấp, vải cực kỳ cao cấp, vải rất là đẹp, túi mổ hai bên các chị em thấy không ạ? Túi mổ hai bên mặc siêu đẹp luôn á. Em nói các bạn mà nhận được cái vải này về các bạn cho con nó mặc sướng lắm. Nó đẹp tuyệt vời luôn. Sọc này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Phối quần này. Và em sale trong livestream này luôn. Chơi lớn luôn, ngày hôm nay em chơi lớn luôn, bộ đồ bán 170, 180, nhưng ngày hôm nay em xả các chị em là có 173. À sorry mọi người là 295.000 4 bộ. Ai mà chưa mua được bộ đại trai này comment nhanh cho em. Đại này của chúng ta là từ 30 kg đến 60 kg, nhưng mà em sợ 60 kg hết rồi, nãy giờ các bạn chốt 60 kg đông quá. 30 đến 60 kg. Comment nhanh cho em là đại cổ bé trai kèm số ký, kèm số điện thoại mọi người nhé. Đại cổ bé trai kèm số ký, em xả rẻ như vậy đó. 295.000 là chia ra bao nhiêu ạ? 295.000 chia 4 cho có 73.700 đồng thôi. Nó rẻ kinh khủng các bạn ơi. Mua nhanh comment nhanh. Đó mọi người nha. Đừng comment. Tức là nó rơi tầm khoảng từ 27-28 kg cho đến 60 kg mọi người nha. Đại bé trai này 27-28-60 kg. Em 62 kg em mặc vừa. Mà con 1m52. Mà các bé mà 1m6 mấy mặc. Rồi ok nha. Có đồ bé trai có, chị Như Quý Nguyễn ơi. Rồi tiếp tục bé lên bé ơi. Em lên cái combo xe đạp cho chị Dung lên. Đó. Các chị em cứ comment cho em bộ đại cổ bé trai hoặc là đại bé gái nha mọi người nhá. Đại cổ bé trai hoặc đại bé gái kèm số ký, kèm số điện thoại xả luôn. Minh Nguyệt ơi, Minh Nguyệt. Đại gái ok, cảm ơn đại gái nhá. Minh Nguyệt ơi, ngày mai nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn nhá. Đẹp lắm luôn các bạn ơi, nhận được cái hàng này các bạn sờ vô cái chất liệu vải là nghiện luôn. Đó, quan trọng bé gái này. Bé gái này là các bé nó mặc đi học, đi trường mầm non. Đẹp tuyệt vời. Mặc đi trường mầm non đẹp lắm, với vải cao cấp nữa. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Rồi ok em. Cô bé nhí, bé trai. Cảm ơn chị Nhiếp Thắm, hôm nay chị ủng hộ lại để em chốt đơn lại cho con nhá. Em sợ không biết là chị ơi có bạn đại gái. Ok Lê Khuyên, để lại số điện thoại và ghi rõ cho em nhé. Cảm ơn chị Chi Trần. Chi Trần hôm nay avatar lạ vậy ta. Hàng cao cấp bé trai. Hàng cao cấp bé trai. Ai đã sở hữu cái combo này rồi cho em một cái comment vải đẹp không các bạn nhé. Rồi combo cao cấp bé trai. Các bạn ơi cho em. Cảm ơn chị Chi Trần rồi. Đây combo cao cấp bé trai. Các chị em lưu ý em nha. Combo cao cấp bé trai. Các bạn này ở hàng này là vải, mà nó là vải thương hiệu ấy. Vải thương hiệu lớn, các thương hiệu lớn. Các bạn ơi, vải thương hiệu lớn đấy các bạn. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha mọi người nhé. Còn số 2, số 3. Số 2, số 3 em kiểm tra này. Ok, số 7 luôn. Có số 7 luôn các chị em ạ. À. Số 2, số 3, số 7. Em ơi, cái máy bay này em coi xem còn chỗ nào sót không. Số 1, số 2. 1, số 2, số 3, số 7. Bé ơi, kiểm tra cho chị coi, máy bay á. Ôi còn một combo số 8. Máy bay mọi người nhá. Còn một combo số 8 tức là 24 kg đấy. Số 2. Trời ơi. Rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Còn đúng một combo số 8 thôi, một combo số 7 thôi, còn đâu là toàn 1 2 3. Thế thì hôm nay em sale sốc chơi lớn nha mọi người nhá. Hàng của máy bay. Đây em mở cho chị em xem. Thu Sương Lê chị ơi, chị cho số điện thoại làm gì vậy ạ? Đây. Cái vải này ai mà đã từng lấy hàng này rồi thì các bạn cho em một cái comment là vải sướng không? Vải mặc sướng không? Ô sorry mọi người là ủa chị đã để dành cái bộ này cho ông Tony mặc chưa ta? Hôm bữa thì nói là phải để cho con mấy bộ mà chị quên rồi, không biết chị tặng chưa. Nó còn một combo số 8 này. Tại vì lô này ở bên xưởng cũng cancel rồi. 12 nhá. 12. 12 nhá. Lô này bên xưởng cũng hết rồi nên bộ phải để dành cho con trai nó mặc. Đấy
bữa nay anh ở nhà anh chơi nhiều quá, mồ hôi anh nhiều, đồ thay liên tục không có. Nay anh lớn. Ờ, ok, máy bay các bạn biết nhiều đúng không ạ? Hàng máy bay này các bạn biết rồi đúng không ạ? Hàng máy bay là hàng cao cấp rồi. Ngày hôm nay em xả lớn cho các chị em luôn đây nhá. Em bán sốc cho các chị em luôn. Em ơi, combo 4 bộ 4 màu 225.000 ghi cho chị Nhung như vậy luôn. Combo 4 bộ 4 màu 225.000, em xả 55.000 một bộ. 225.000. Đúng rồi. Ai lấy nhanh thì được. 225.000 thì các bạn nào mà có con 6-7 tí chốt nhanh đi. Đi ra ngoài mua bộ này, nếu mà ở dưới 100 đem tiền đem hàng về đem trả lại cho mọi người. Em cam kết với các chị em luôn, nếu dưới 100 trả lại cho em nhé. Ở chỗ nào bán cho các bạn bộ đồ này dưới 100 đem lại đây em trả tiền lại cho các chị em. Em cam kết với các chị em như vậy luôn đó. Đó. 26 28 kg bộ này không vừa chị ơi. Không, bạn nào cho bộ đại với trai được. À bộ đại với trai kia hả? Ừ, cảm ơn chị Thu Xưng Lê, em cảm ơn chị nhá. Chị Thu Xưng Lê ơi, cho em số điện thoại chị nhá. À không, chị Thu Xưng Lê chị phải nhắn rõ giùm em là combo đại bé trai kèm số ký kèm số điện thoại thì em mới chốt được chị ạ. Chị viết như vậy là em không hiểu. Đó, rồi. Bắt đầu này. Em ơi, số 8 là chị gì đây? Chưa. Linh Trương. Ok, cảm ơn Linh Trương này. Rồi, ok, Linh Trương số 8 còn hết số 8 nha mọi người ơi. 25 ký hết nha. Rồi, Như Ý Nguyễn Thị số 7 này. Như Ý Nguyễn Thị số 7, ok. Đó nha. Các bạn ơi, những bạn nào vâng, cảm ơn chị Chi Trần rồi. Đại gái, cảm ơn chị Lê Khuyên rồi. Hết số 7. Là Như Ý Nguyễn Thị hả? Ok chị. Rồi, đồ bé trai. Số 7 hết Liễn Phan nhá. 13 ký có. Chị Bích Tuyển ơi, chốt 13 ký cho em đi nhanh đi. Phủ đang hết nhá. Như Nguyễn 18 và 20 18 ký. Còn không? Đây, ok. Như Nguyễn, ok, Như Nguyễn đẹp lắm luôn. Máy bay 25 ký em hết chị ơi. 083905. Máy bay 13 ký đấy chị Bích Tuyển chị ơi. Rồi, ok, Bích Tuyển cho cái hàng này các bạn nhận được là tuyệt vời. 23 ký số 3. Đúng rồi. Đẹp lắm nhá. Cảm ơn chị Thu Xưng Lê, cảm ơn chị. Đây. Ủa thế em chưa biết bộ này của chị hả? Bé trai này nó chỉ còn size quanh quanh 16 ký, còn không đấy? Ủa em ơi, kiểm tra bên kia coi xem máy bay còn combo nào em. Đứng lên đi, đứng lên mới chị Nhung Vân. 18 ký hết rồi. Đúng rồi chị Trần ơi, đúng rồi. Cẩm đặng hết. 25 ký hết. Đây là chỉ còn size 1, 2, 3, 4 thôi mọi người ạ. 1, 2, 3, 4 tức là 15 ký đổ xuống thôi. 15 ký đổ xuống thôi. Em kiểm tra. Em chào chị Mai Trần. 15 ký đổ xuống. 20 ký em hết chị Cẩm đặng ơi. Bé mới ơi, xem còn không bé. 25 ký em hết chị Gia Gia. Đây. Xem lại bộ đặng biết không ạ. Đồ bé trai 29 ký 44. Bé gái quần dài mà tay ngắn hả? Bạn nó có quần lửng thôi. Quần lửng thôi chị ơi. Chị Trinh Vang là quần lửng thôi. Chờ em một xíu em sẽ lên bộ đại bé trai cho mọi người nhá. Đó, combo 4 bộ 4 màu nó như thế này này. Vải cao cấp các bạn nhá. Những bạn nào mà có con từ 7 ký đổ lên là mua cho con tới 16 ký thôi. 17 ký đến 16 ký nhá. Từ số 1 tới 66 ở số 5 số 6 à. Mở lên con này. Đây đại trai đây rồi. Ơi Huỳnh Điệp hỏi gì mà không thấy luôn á, nãy giờ em không thấy đâu. Có đồ bé gái quần dài không? Quần dài em không có chúng ta. Bây giờ còn số 1, số 6. Còn một bộ số 6 này. Hai bộ số 4 này. Ai lấy số 4, hai bộ số 4 này comment cho em hai bộ số 4 nhá. Một bộ số 6 này. Đó. Số 1, số 2, số 3, số 4. 1 2 3 và sale 55.000 bộ lên ngoài. 55.000 một bộ áo lẻ cô áo lẻ đại trai không còn, không có chị Huyền Điệp ạ, không có. Rồi ai lấy số 6 comment số 6. Ai lấy hai bộ số 4 comment hai bộ số 4 thôi. Đó nó rẻ 55.000 một bộ. 55k. Em xả như vậy là coi như là không có lời đâu các chị. Còn em. Mình đi bé trai xíu em lại luôn nhá. Số 6 một bộ chị Bích Vân luôn. Ok chị Bích Vân cả. Bích Vân ok Bích Vân nhé. Rồi ai lấy comment cho em này. Số 4 hai bộ còn hai bộ số 4. Còn size số 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 đều bước. Đó, 1, 2, 3, 1, 2, 3 đều bước cho mọi người nhé. Đấy. 1, 2, 3, ai lấy comment cho em số 1, 2, 3. Có những bạn nào mà có sao con nhỏ nhỏ mua về cho con đó mà. Cái gì đây? Cái size 14, 19 ký. 4 bộ. 4 bộ. 9 ký này hết mất rồi. 19 ký này em hết rồi chị ơi. Còn số 4 thôi. 19 ký hết rồi. Em ơi, còn lại chị nhé. Cái size số 6 em hết rồi à? Số 6 hết, bây giờ chỉ còn 1, 2, 3 thôi. Em đang qua má khác, yên tâm. 1, 2, 3, ai lấy ủng hộ em nhé. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Cái móc đâu rồi, cái móc nhỏ đâu rồi. Em. Hả? Áo nha, áo bộ kia
Đây, đại gái đây, nhiều bạn vô sau. Đó, đại gái đây các chị em. Đại gái có tay ngắn vào quần lửng. Có tay ngắn vào quần lửng. Em cảm ơn chị Hoa Trần, em cảm ơn chị rất nhiều. Đây, chấm bi. Các chị em ơi đây, túi đằng trong. Đẹp lắm luôn ấy, cái hàng này mà các bạn cho con mặc là tuyệt vời luôn ấy. Đây các bạn nhé, đẹp cực kỳ luôn. Đại gái của chúng ta đây, bộ đại gái đây, bộ đại gái này có size từ 25 cho đến 45 tí chị Phương Anh nhá, 25 đến 45 tí. Và em đang sale với giá cực kỳ rẻ luôn, 275.000 4 bộ luôn. 275.000 mà 4 bộ từ 25 đến 45 tí. Và ngày chia ra là bao nhiêu ạ? Chia ra là bao nhiêu? 275.000, 275.000 các bạn nhá, 275.000 4 bộ luôn đấy. Đó các chị em ơi, 275.000 một bộ, có 4 bộ đâu, đem chia nào. 275 chia 4. Rồi có 68.700 đồng. Thôi nó còn rẻ hơn cả giá sỉ ở ngoài thị trường các bạn ạ. Coi bộ bé trai số 4, chờ chị xíu nhá. Con bao nhiêu ký? Em đừng coi, em cứ chuẩn số ký chị Nhung. Rồi, ok này, bắt đầu. Hà Huynh ơi, chị hãy nhắn cho em là đại gái kèm số ký, kèm số điện thoại nha chị Hà Huynh nhá. Chị chắn như vậy để chuẩn đơn. Đấy, ai lấy đại gái đẹp lắm. Cái này mà các con mặc đi học thêm đồ này kia, đi nhà trẻ hay là lớp 1, lớp 2, lớp tiểu học, lớp 3, lớp 4 ấy, mặc các con mùa hè này các con đi học thêm. Về quê khỏi sợ muỗi cắn đồ này kia. Đấy quần lửng. Ôi nếu mà số 4 Thanh Phương Nguyễn ơi, vừa chuẩn dư giả, nhớ con xem còn số 4 không? Còn hai số bộ số 4 đấy. Ờ máy bay còn hai bộ số 4 đó, Thanh Phương Nguyễn chốt đi. Đây bé gái này. Bé gái là từ đó, bé gái là từ 25. Còn quần lúc chưa lấy hả? Đó mọi người nhá, đây là đại bé gái. Còn đại bé trai là giống như em đang mặc đây mọi người ạ. Giống em đang mặc đấy, áo đây. Đây, bộ đại bé trai đây. Các chị em nhìn thấy bộ đại bé trai không ạ? Đẹp chưa? Đại bé trai đó mọi người. Đại bé trai mọi người nhá. Đại cổ bé trai, ai lấy mã đại cổ bé trai cho mình cho em ạ. Đại cổ bé trai kèm số ký, kèm số đoạn. Đại cổ bé trai kèm số ký, kèm số đoạn. Từ 30 cho đến 60 ký mọi người nhá. 30 đến 60 ký. 30 đến 60 ký. Số 4 chất cho chị nào, 2 bộ. Rồi. 2 bộ. Ơi, Thanh Xuân Nguyễn ok. 14 ký này. Ai lấy comment của em số 4 này, Thanh Xuân Nguyễn ơi em lấy 4 này. Ai? Rồi tiếp tục qua mã đi em ơi, nhanh đây. Đây đây đây. Các bạn nào đó. Đại bé trai em đang sale với giá là 73.000. 295.000 4 bộ chị Phương Anh ơi. 295.000 4 bộ. Rồi, nó rẻ lắm luôn, em cam kết các chị em mà đi đâu mua rẻ hơn các bạn cứ đem lại đây em bao giá toàn thị trường mà. 295.000 chia cho 4, tức là 73.700 đồng. 22 kg thì em nghĩ là hơi hơi rộng một xíu. Em nghĩ là hơi hơi rộng. Trừ khi là bé đó 5 tuổi thì mới vừa. Chị ạ, nếu mà 5 tuổi thì vừa nhá. Còn nếu mà 22 kg mà 4 tuổi thì em nghĩ là nó sẽ hơi dài. Đó, đại mà. Đại thì phải 5 tuổi trở lên mặc nó mới đẹp. 5 đến 11, 12 tuổi khoảng đó. 12 tuổi. Hôm qua chưa chốt chị Hoàng Lan ạ. Em có phần jean, còn đồ cho em. Cái hàng này luôn phải không? Hàng cao cấp này luôn đúng không? Ok, hàng cao cấp luôn mọi người. Sao toàn size nhí nhiều vậy? Đó, size nhí. Đại trai làm 295.000. Thoải mái chị Anh Huyền Thi ơi. Vậy thì chị nhắn cho em là đại bé gái kèm số ký kèm số điện thoại cho em nhé chị Anh Huyền Thi nhé. Chị nhắn cho em là không à, chị comment cho em là đại bé gái kèm số ký kèm số điện thoại. À, giờ em mới đi làm về hả? Nguyễn Ngọc Anh ơi. Em giống em phụ bé Hồng chứ. Alo.
thấy. Rồi ok nha. Rồi tiếp tục bộ đại. Đây bộ cao cấp bé gái. Bộ cao cấp bé gái. Em cho cái hàng này gọn luôn thì chị Lâm lên. Lấy đâu gọn đó luôn. À biết tiền. Đúng rồi, ai mà muốn gửi chung là phải nhắn trong tin nhắn trong xưởng cho em nhé. Phải inbox là gửi chung với bạn nào gửi chung ai là inbox cho em để các bạn nhân viên không bị sót đơn của các bạn. Số 1, số 2 các bạn nghe giùm em này. Bộ bé gái cao cấp các chị em nha. Bộ bé gái cao cấp nha các chị em nha. Bộ bé gái cao cấp, em sẽ móc cho các chị em xem cái bộ bé gái của em. Bộ bé gái cao cấp. Cái riêng cái anh bộ này, bạn nào mà sờ vô cái vải cũng như là ôi sắm cho con những cái bộ đồ này cho con mặc đi chơi được luôn này. Mặc ở nhà, mặc đi chơi, mặc đi học, đi đâu cũng được hết. Áo crop top các chị em nhìn thấy không ạ? Áo crop top may hai mảnh đằng sau xẻ này. Các chị em thấy không? Áo crop top nha, may hai mảnh mọi người nhìn thấy không? May này. Áo crop top tay cánh rơi, các chị em thấy chưa? Áo crop top tay cánh rơi mọi người nhá, tay cánh tiên rơi như vậy này. Rất đẹp. Đi với quần chân váy chip. Các bạn nhìn thấy không? Đã chưa? Quần chân váy chip đầy đủ hết mọi người ơi. Quần chân váy chip đầy đủ hết. Trời ơi. Xinh cực kỳ xinh luôn ấy. Quần chân váy này là quần chân váy kaki. Co giãn. Sướng luôn, mặc lên cho con đúng giày bền. Cái hàng này thì mặc em nghĩ là sẽ từ đời chị cho tới đời em luôn á. Từ đời chị cho tới em, tức là làm sao ạ? Độ bền của vải. Cái độ bền của nó, cái chất liệu vải của nó bền lắm luôn. Có một cái chiếc nơ rất là xinh ở ngay phần eo. Rồi, ok. Và hàng này của chúng ta em đọc sai như thế này. 1 2 3 4 5 6 hả? 1 2 8. Một tới mấy? 1 2 3 4 5. À ok, 1 2 3 4 5. Còn một bộ số 8, số 8 là khoảng 24 25 kg. À còn một combo số 8. Và em xin lỗi các chị em là hàng này em cũng xả cho các chị em luôn. Combo 3 bộ 3 màu 190.000 là nhiêu tiền? Hàng này là sale là lỗ. Lỗ nặng luôn á, em chơi lớn như vậy đó mọi người ạ. Sale là lỗ bởi vì sao ạ? Nó còn cứ rớt lại hàng lẻ sai em xả mọi người. 190.000 chia 3 ai lấy comment giùm em đi ạ. Rồi ơi, 190.000 3 bộ. Ai lấy nhanh nha. Còn sai từ, bây giờ các bạn cứ comment số ký để em coi nào. Còn sai còn đúng một combo số 8, ai lấy mã comment giùm em là xả bộ váy kèm số ký kèm số điện thoại. Xả bộ váy kèm số ký kèm số điện thoại mọi người nhá. Và sale trong livestream này. Ok chị Hồng Đào Nguyễn số 8 có một combo số 8 duy nhất thôi. Xả bộ váy kèm số ký kèm số điện thoại cho em. Rồi ok chị Hồng Đào Nguyễn số 8 em ơi. Chị Hồng Đào Nguyễn số 8. Hết, còn số 8 không mẹ? Đây, còn đúng một cái số 8. Trời ơi, sao bà Suri Hình hôm nay chậm mạng vậy ta? Còn một bộ cho Suri Hình đi. Còn đâu? Còn một bộ không? Một bộ giá bao nhiêu tiền? Thôi, em nói một bộ sao ship, tội nghiệp nó. Ship cùng với Thanh Hằng Lê mà, hai chị cùng nhau mà. Thanh Hằng Lê nhưng có đơn chưa? Đấy giờ như có Thanh Hằng Lê rồi. Thanh Hằng Lê có đơn chưa? Đấy, đừng chửi chị Nhung, chị nói lỗ luôn mà, chị nói là sale là lỗ mà. Lỗ luôn đấy, xả bộ váy kèm số ký điện thoại đừng kiện. Chị đã xin lỗi rồi. Đây này nó còn toàn size nhí thế này mà không xả thì không bán gì. Rộng nhà rộng cửa. Thì 14 size số 5 hả? Anh ơi điện thoại. Ừ đúng rồi. 14 size số 5. 14 size số 5 cho Candy Hạnh Thu luôn ạ. À. Em cảm ơn chị nhiều. Không, số 8 cho hàng Hồng Đào Nguyễn, 3 bộ 3 màu. Candy Hạnh Thu 3 bộ là bao nhiêu? 250. Không, 190.000. Em ơi nghe điện thoại kìa. Đó. Hết số 8 rồi. Candy Hành Thu ok 20. Ok 20 ký hết, bây giờ số 8 hết. Em lấy một được không á? Một bộ số 8 hết. Nguyễn Hàng 25 ký hết. Lai xin đại gái không. Thanh Trâm. Okay, xem qua bên đây luôn à. Em chưa đổi số điện thoại, số địa chỉ à? 190.000 ba bộ, 190.000 ba bộ. Ghi số chị nha. Ừ. À, hôm trước em đặt kiểu này mà chưa gửi hàng về đó, chị xem lại. Có cái bị lạc đơn ở đâu rồi thì có thể là tại vì lên đơn hết rồi mà. Em, sao cái bảng của em nó đi đâu mất tiêu rồi? Có tên rồi. Mày để lạc hàng đi đâu vậy? Mày lạc bạn em mày đi đâu? Nào sao ship hàng thì hay bị lạc à? Người yêu còn để lạc cái hàng của mình à? À cảm ơn Candy Hằng Thu. À, chị khoản nha chị Nhung. Ok cảm ơn em Hằng Thu. Đẹp lắm. 280.000 còn chị Nhung đấy. Còn mà chị cứ comment cho em là bộ đại với gái kèm số ký kèm số thoại cho em. 275 chứ không phải 280 đâu chị ạ. Em đang em bán rồi. Chắc chắc like ra hôm nay ức chế.
Con này sơn hình. Ok, bây giờ còn size này, còn size từ 10 ký, từ 10 ký cho đến size từ 10 ký cho đến 17 ký á. Từ 10 ký cho đến 17 ký ai vừa comment cho em nhé. Bộ chân váy em ơi, chị xả cái quần ca kinh kia kìa, mấy cái jean nữa. Đó. Đưa quần jean chị không xả hết các chị em, các bạn đang hỏi quần jean nhiều lắm. Xả. Rồi, ai lấy comment cho em quần jean này, em sẽ lên quần jean nha mọi người nha. Mấy bộ cái chai cái cá bán. Mấy bộ à? Còn mấy bộ sao lấy mấy bộ. Đây. Sư Duy hình hàng lên có đơn không? Hàng này hết rồi hả? Còn một combo đúng không? Rồi, ai lấy combo số 3? Bắt đầu em xả từng một combo một nha mọi người nha. Ai lấy combo số 3 comment cho em số 3 này. Hàng này thì hết rồi. Hàng này là hết sạch các chị em nha, hết sạch luôn á. Ai lấy số 2 comment số 2 này. Đây. Rồi, bộ này của chúng ta combo của 4 này. Số 1, ai lấy số 1 comment số 1 nha. Alibaba áo cóc tóc các chị em theo đại gái. Cảm ơn chị Anh Kim Nguyễn. Rồi, Alibaba áo cóc tóc các bạn nhìn thấy không ạ? Đi với quần lửng Alibaba nha. Gái mà không gửi cho em đấy Hồng Vân, nhiều bạn đòi hàng quá, bây giờ bị sót hàng thì Nhung không biết làm sao. Cô đặt hàng lại thì Nhung với. Nha, quần jean lên luôn. Đây. Alibaba và cái quần đùi như vậy đây mọi người này. Em xả cho các chị em luôn là 33.000 một, 100.000 ba bộ. Ai lấy nhanh comment giùm em này. 100.000 ba bộ. Lớn luôn, chơi lớn luôn, 100.000 ba bộ. Ai lấy comment cho em số 1. Số 1 khoảng 9 ký đổ xuống. Ai lấy số 1 comment số 1. Rồi ai lấy số 2 comment số 2. Ai lấy số 5 comment số 5. Sao cái em có lấy rồi mà bé. Ai lấy số 5 comment số 5. Ai lấy số 2 comment số 2. Số 1 khoảng 9 ký đổ xuống, số 2 khoảng 10 ký, số 5 khoảng 14 15 ký. Đó các chị em ạ. À. Ai lấy số 6 có một combo số 6. Số 6 khoảng 15 16 ký. Rồi. Số 5 cho chị Hồng Đào Nguyễn. Ok, 3 bộ 100.000 ba bộ. Siêu rẻ. Số 5 ok. Chị ô combo 3 lỗ đại bao nhiêu tiền? Ngọc Anh ơi, đại này là tới 60 ký. 295.000 41 Ngọc Anh ạ. À. Đấy, số 7 không còn. Số 7 không còn. Bé tay dài tay hôm nay không có. Rồi Nguyễn Thị Thu Thủy ok. Số 2 cho Nguyễn Thị Thu Thủy thôi. Đây, Nguyễn Thị Thu Thủy nhá. Nguyễn Thu Thủy chứ. Trả tiền cho bé Hồng. Số 1 cho chị Hồng Vân. Ok chị Hồng Vân luôn ạ. Không lấy ổn lắm mọi người ơi. Không. 0982576. Em mới cần cái biết thôi nhỉ à. Hồng Vân ok số 1 đúng rồi. Số 6 này hồ, số 6 phải không? Số 6 đúng rồi, số hồ. Có 2 bộ à chị? 2 bộ, 3 bộ đây nè. 2 bộ. Ok, Như Huỳnh hết, tiếc quá. Số 1 bé gái chị nhé, ok cảm ơn Nhất Thắng. Số 1 còn không? Ủa, số 1 hết à? Còn không bé? Còn số 2, còn số 5, số 8 hết. 14 ký cho xinh vàng, số 5. Còn số 2 thôi chị ạ. Số 6 em còn 2 bộ nha các chị nhé. Số 6 em còn 2 bộ. Rồi, số 5 cho xinh vàng. Đẹp lắm nha xinh vàng ơi. Rồi, còn số 2 và số 5, à số 6. Còn số 2 và số 6. Nhi Lê, cảm ơn chị, 275.000, 2 bộ, 2 combo đúng không? Số 2 cho Đào Nguyễn. Nhất thắng hết nhé. Đào Trần, ok Đào Trần. Đào Trần được 2 bộ nhé. Ráng mua thêm cho con nhé, có 33.000 một bộ. Rồi, ok. Trinh Vang ok, số điện thoại. Dạ đúng rồi chị ơi, chị Phạm Hào Thu ơi. 0394604. Ấy, 6309. Anh ơi có phải số điện thoại nhà mình không? Không, không. Không, 309 không phải rồi. Không phải. 409 là đúng rồi sao? Gì? Không, nhưng mà cái số 309 là của mình. Bao nhiêu? Tôi 3609 là của mình. Của mình luôn đúng không? Tại vì nó là không. Đuôi 6309 mà. Sao bấm lộn đấy. 6309 thì đâu phải đâu. Của mình đúng không? Phạm Hà Thu đúng rồi chị ạ. Rồi còn số 6, còn số 6 chị Nhi Lê ok chị Nhi Lê nhá. Ok chị Nhi Lê nhá. Thế mai mình sẽ để chốt đơn cho chị ạ. Rồi ai lấy số 6 comment số 6 cho em. Đăng ký. Lên để cái này là còn có thứ này thôi. Dạ, ai có một thì lấy xem số 2 cho mình. Khổ thân ghê em. Khổ thân Nhất Thắng cho nhá. Rồi, xin lỗi Nhất Thắng nhá. Rồi ok Như Huỳnh này. Ok Huỳnh Như Huỳnh số 6.
Nhưng mà để ý huyền thoại, ngày mai gọi điện chốt đơn chuyển hàng cho chị nhé. Rồi tiếp tục. Ở đây còn một combo số 2 và một combo số 7 này em ạ. Cổ thỏ này này. Hàng này hàng cao cấp. Hàng này là em nói là nếu các bạn đi ra ngoài mua xỉ á, xỉ ra tận 52 ngàn mọi người nhé. Hàng này là xỉ 52 ngàn luôn. Vải đẹp nhất luôn á. Cái vải của nó là vải cao cấp chính hãng. Đó, ok. Chuyển cho chị một xíu. Hàng này của chúng ta là em xả cho mọi người là 150.000 3 bộ. 150.000 3 bộ mọi người nhé. 3 bộ 3 màu. Đấy, con thỏ 150.000 3 màu. Còn không chị giao cho em không? Dạ vâng, ok chị nhá. 35 mà 22 kg, tức là chị mua 2 bé đúng không ạ? Chị mua 2 bé để em ra cho chị luôn. Lát nữa em ra cho. Đang quay chị nhờ ngày mai hoặc là chiều nay hoặc là ngày mai các bạn sẽ soạn hàng cho chị. Rồi ai lấy comment cho em nhé. 150.000 2 bộ, nó còn size số 7 và size số 2. Đại bé trai, chị Đào Trần hả? Chị nhắn cho em là đại bé trai kèm số ký kèm số dài cho em Đào Trần ạ. 195.000 4 bộ chị nhá. Rồi ai lấy một số 2 và số 7. Cái này còn số 2 và số 7. Ai lấy con mình thì em là thỏ số 2 hoặc thỏ số 7 cho em. 150.000. Dạ vâng đúng rồi, em gom chung một hết đơn một đơn. Đó. Đúng rồi chị Hồ Minh Châu ơi. Đúng rồi số 7 23 kg. Chuẩn luôn. 0975552119. 150.000 3 bộ. Ai lấy số 2 comment số 2. 24 kg phải là số 8 luôn. Ok, em lên quần jean bé gái hàng cao cấp. Quần jean bé gái hàng cao cấp cho chị em nhé. Có Nguyễn Ngọc Anh, em phải nhắn cho chị Nhung là số đại. Đại bé trai kèm số ký điện thoại. Tại vì nhân viên sẽ gọi điện trước đơn mà. Nhá Ngọc Anh nhé. Cứ ghi là bộ đại bé trai kèm số ký điện thoại. Nhân viên sẽ lọc cho em. Không ai lấy chị Nhung đi nước nào. Đằng sau em xem. Số 7 hết rồi Như Huỳnh ơi. Nó chỉ còn số 2 thôi. Đây, áo bộ chị đấy. Bộ đại cô ấy. Đây là bộ đại cô nè. Ở khổ thân mấy bạn. Đây, đại cô bé trai. Cái hàng này là đại cô bé trai, tức là từ 30 đến 60 kg. Đại cô bé trai từ 30 đến 60 kg nhá các bạn nhá. Phối cầu vai như vậy này. Đó, phối vải nha mọi người nha. Phối vải cái cổ rất là may, rất là chuẩn luôn các bạn nhìn đường kim mũi chỉ này. Đã chưa? Hàng này là cực kỳ xịn luôn, con mặc lên sướng lắm luôn. Túi mổ này. Túi hai bên mọi người nhá. Túi hai bên. Đại cô bé trai từ 30 đến 60 kg mặc thoải mái rộng rãi luôn á. Những cái bạn nào mà 16, 17 tuổi mặc đẹp luôn á. Hàng này là mặc xuất sắc, tới 60 kg mặc xuất sắc luôn. Đó, các chị em lưu ý em nha. Hàng này em sale là 295.000 4 bộ. Dạ rồi, Nguyễn Thảo, rồi, vâng. 295.000 4 bộ các chị em ạ. Chắc như cho hai em vui là vệ sinh đóng hàng. Ồ, kinh khủng. Không đóng cửa kiếng lại cho nó, cho các bạn ra ngoài sân. Ngồi trời mưa. Cảm ơn các chị em. Đấy, rồi ok, đã quần jean bé gái. Ủa, quần jean bé gái còn như này hả? Em mở ra luôn. Cái đắt trai mà. Đấy, má này má gái. Jean bé gái. Chồng ơi. Cái này là... Không. Chồng. Anh nhớ bé đi nào. Riêng lửng bé gái. Cái này là lửng bé gái hết á. Lửng gái các chị em ơi, hơi rách nghèo nàn xíu. Trưa nay đi chưa chị cho em một bé trai. Phạm Hà Thu đúng không? Đơn hàng chưa đi. Phạm Hà đi rồi hả? Ôi tiếc vậy. Phạm Thu Hà đi rồi. Nhân viên vừa đến lấy tức thì xong chị. Mà vừa ghẹo ghẹo với thằng bé đó. Vừa ghẹo thằng bé là gì đó. Nó có người yêu nó gửi tới đây để qua đây. Nó làm cho em nay người yêu nó bận. Đó, vừa tức thì trong vòng 3 phút chị mà nói sớm một xíu. Nãy chị hỏi số điện thoại là bạn đó đang ngồi đây luôn đó. Bạn lấy về rồi chị ạ, chị bạn trở về luôn rồi chị ạ. Đại, cái này là quần lửng bé gái mọi người nhá. Quần lửng cao cấp bé gái. Các chị em lưu ý giùm em. Quần lửng cao cấp bé gái có 2 kiểu. Một kiểu là bánh bèo, một kiểu là bánh bèo, một kiểu là rách. Mặc rất là đẹp. Lê Hoa. Ok chị Đào Trần nhé. Đây, nó có 2 kiểu các chị em không ạ? Lửng bé gái có 2 kiểu. Đẹp quá, đẹp lắm luôn. Đây. Có cái này là đóng mà đỡ ồn không? Lửng bé gái có 2 kiểu các chị em nhé. Một kiểu rách nhẹ rồi. Đấy, một kiểu nữa là thêu hoa. Và em sell trong cái livestream này luôn, hàng cao cấp các bạn nhìn zin giúp em. Các bạn nhìn zin giúp em. Zin này bao không bao giờ phai màu, riêng dòng zin bên em các bạn mà nhận được zin bên em rồi thì các bạn biết rồi.
chất liệu jean bên em không bao giờ phai màu, co giãn 4 chiều, cô tông 100%. Cái sợi jean là sợi dây cô tông nên mặc rất là sướng, mặc sướng lắm. Em xả jean các bạn luôn, 100.000 hàng gì đó chị, quần jean, quần jean, quần jean. Nhưng mà nó còn size bao nhiêu em ơi, nó chỉ có size là từ 1 tới 8 à. Đây là size số 2 này, em mở cho chị có size số 8 lớn như thế nào. 25kg đổ xuống cho mọi người ạ. Jean từ 10kg cho đến 25kg, sale tại livestream này là bao nhiêu ạ? Đúng rồi, 25kg. Từ 10kg đến 25kg, sale tại livestream này là 150 2 quần. Ai ưng comment nhanh jean. Chỉ có mỗi một size chữ 2 mẹ thôi mọi người nhá. Jean lẩu nha các chị nhá. 150 2 quần. Trời ơi nó rẻ. 150 2 quần, ai lấy nhanh thì được. Jean cao cấp, jean này về mặc 4-5 năm nó không biết hư nha. Túi mổ đầy đủ nha mọi người nhá. Túi mổ các bạn về các bạn tháo các chỉ ra nhìn em. Bởi vì may khi mà quá. Các bạn nhìn này, túi hai bên này, túi cả túi nhỏ luôn. Nó đẹp như vậy mà không lấy cho con tội gì. Ồ, nó đi học lịch sự lắm đây mọi người ạ. Hết đồng với gái mà không gửi con mình với trai. Ủa vậy hả? Rồi ok. Rồi ai lấy comment giùm em là riêng kèm số ký, kèm số điện thoại cho em nhé. Chị nghĩ phải có 10 ký đấy Thành Như ạ, 10 ký. Mà riêng bé gái chẳng bao giờ có luôn. 25 ký cho chị Hằng. Ok, số 8 cho chị Hằng đi đấy. Hồng Đào Nguyễn là số 8. Các bạn không lấy nhanh là hết đấy nha mọi người nha. Chị Hồng Đào Nguyễn, ok chị Hồng Đào Nguyễn. Riêng đựng cho 22 ký. Cái này là 150.000. 2 quần. Đúng rồi. Ok Hồng Đào Nguyễn. Rồi. Nhưng mà chị Văn Lê Thị Văn, Văn Thị Văn số điện thoại đấy à? Văn Lê Thị Văn cho chị Nhung số điện thoại. Văn Lê Thị Văn. Đấy những bạn này mua hàng mà lại không có không các bạn ơi, zin kèm số ký kèm số điện thoại cho em. Nhi Lê còn số 7 nha. Một cái. Nhi Lê còn được một cái số 7 duy nhất cho chị Nhi Lê nhé. Như Lê được một quần thôi, học đang còn không em? Gái lấy em một cái số 1 với một cái 17 ký, ok Thành Như số 1 đâu? Và một cái 17 ký. Rồi ok Thành Như. Lưu Thị Hương số 8 còn một cái. Thanh Trâm 18 ký số 6 các em. Một cái là giá nha. Cũng vậy, 75.000 tiền cái này do mình hết. Nguyễn Trang hết. Lê Hoa 24 ký còn không? Số 7 mới rồi, số 6 hết rồi. Còn một cái số 6 nữa thôi. 6 cho bạn Lê Hoa. Lê Hoa đúng rồi, chị Nhung biết mà. Thành Như để lấy giống nhau. Ok. Rồi Candy Hằng Thu số 5. Candy Hằng Thu số 5, hai cái quần đẹp đẹp. Cách mẫu chưa? 25kg em hết chị ơi. 28kg em không còn luôn ạ. 152 quần. Tiếng kéo băng keo nghe suốt lúc đầu quá chữ yêu ơi. Rồi ok nha mọi người nha. Còn số 2 các bạn thông cảm tại vì đang ngồi ở nhà. Bên xưởng nó không like, bên xưởng nó hàng hóa. Nó ổn quá. Bây giờ còn số 1, số 2, số 3 phải không? 1, 2, 3, 4 thôi mọi người ạ. Lửng hết rồi, riêng lửng hết rồi. Đây là nó đẹp như vậy này, 1, 2, 3, 4, đây là số 2. Số 2 10kg mặc đẹp lắm luôn. 12, 10, 11kg mặc. 12, 13kg mặc chất cực kỳ luôn. Cái quần này mặc lên cho con sướng, vải đẹp lắm luôn. Em vì mà không nghe ai chốt tên em. Trinh Vang. Trinh Vang được chốt chưa? Em nữ nha chị, ai biểu chị em. Quần riêng lửng 15kg, Trinh Vang chưa có. Đấy, cái đấy 15 ký là số 4 à? Rồi ok. 20kg, 21kg hết rồi. Lửng 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 mọi người ơi. Lửng, jean 15kg. Thiếu 3 cái màu nhạt à? 3 cái màu 15kg. Ồ. Không còn đâu, không còn ba cái giống nhau đâu, chị Nguyễn Trang là ba cái giống nhau á. Đâu còn không? 15kg hết rồi. Chậm rồi, cái này số mấy đây? Hết mất rồi chị Nguyễn Trang ơi. Ghi nhau. Ghi
nhau thì không còn rồi. Tiếc quá. Hai. Nó mà hai cái đậm nhá. À rồi ok, nó không được nha, cái này nó vậy là. Em hồi nãy có cái số 3 nó cái này. Nó nè. Đây nè, một cái anh này hơi đậm một xíu, một cái anh nhạt này. Hai cái nè, hai cái hơi nhạt và hai một cái đậm. Chị Văn Nguyễn ơi, để em dùng cái đơn giúp đi cùng với cái đơn em bé luôn nhé chị nhé. Cái đó tối chị xuất hành nhé, để cho anh giao hàng một lúc luôn đấy. Bây giờ em chấp nhận không? Nó hơi đậm một xíu, nó không phải đậm hẳn đâu. Nó hơi thôi, nhìn như vậy sao mà khó tính vậy hả? Thì nhìn thấy nó na ná nhau rồi, y nhau. Thế rồi, tức là bây giờ nó chỉ còn ok na đi. Đấy, em mà chọn lựa là cuối cùng nó quay lại hết. 12kg em ơi, không 12kg được. Rồi ok, 12kg cho bạn. Bạn ni, ni, na ni. Dinh rách nha chị. Dinh cái nào không nha. Rách luôn. Dinh rách hết. Cái nào cũng nhiều nàn rách nát hết các bạn. Thằng nào cũng rách cái này. Nani. Nani. Em à, quên mất hôm nay 6 giờ anh coi con nhá. Em có hẹn. Tại đi qua bên nào? Quận em qua bên quận nhá. Có hẹn bên. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? 6 giờ mà đây qua bên nó, 4 giờ rồi. Đó. Em like nửa tiếng nữa em nghỉ mọi người nhé. Em like nửa tiếng nữa em nghỉ. Đó. Em lại khách hàng đi đâu. Nếu nó chỉ thời gian mất công chị lại lobo thì lại quên mất cái giờ. Số 6, số 7, quần jean cao cấp bé trai. Trời ơi, quần jean cao cấp bé trai. Cái này cũng chuyển nhé. Ừ, anh phân đi, anh phân đi. Quần jean cao cấp bé trai các chị em nhá. Ai đã sở hữu cái quần jean này rồi cho em một cái comment là jean cao cấp đẹp không? Đó, có sai bạn. Chị sao không trả lời? Ơ, cái gì? Có đại chị sao không trả lời? Có thấy đây. Khổ không? Em mà thấy thì em đã trả lời liền. Chị hỏi gì à? Chị hỏi lại giúp em với. Rồi xong để hàng gọn vào nha. Rồi. Bé trai nhá. Bé trai còn số 4 này. Rồi bé trai của chúng ta còn số 2, số 3 này. Số 1 đâu? Số 1 này. Trời ơi các bạn ơi, em nói thiệt lòng luôn các chị em ạ. À. Cái jean này các bạn ơi, đây. Hôm bữa là không có hàng đấy. 52 tuần. Đây, xem đấy. Số 1 đây. Các bạn chờ em một xíu trong giây lát nhá. Em đang phân đúng số ký cho các bạn. Số 5 đây. Số 5. Số 5. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 3. Ừ. Số 4 đây đó. Đây. Số 4. Số 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Rồi 1, 2, 3 mọi người nhá. 1, 2, 3, 4. 4 này. 5 này. 6 này. 7, 8 này. Đây 5 đây. 5. Đó. 6. Ok, vậy là 6 còn 2 quần, 7 còn 1 quần, 8 còn 1 quần thôi. Đủ size nhá các chị. Đủ size nhưng mà là hết rồi. Nãy giờ gom hàng cũng gần 500 rồi hả? Hôm có đặt hai set váy chưa thấy điện thoại chưa? Hôm qua ok Titi vẫn còn được chốt đơn mà. Chị nhá, em mua. Đại gái có không chị? Đây đại gái đây chị ạ. Chị con gái bao nhiêu ký rồi chị? Con gái bao nhiêu ký rồi hả chị, để em lấy cho. Chị chờ em một xíu nhá. Cái hàng này hôm bữa chị Nhung xả nhớ nhỏ nhớ không ạ? Jean này thì các bạn ơi, nhận jean này về rồi xong cái jean này nó lại là jean khác. Đấy không? Jean này là jean khác của chị Nhung. Jean này là jean khác. Đó, cái mẫu này này, mẫu jean khác này. Mẫu 50 này là không phải. Rồi ok, cái jean cao cấp mọi người nha. Jean sorry mọi người, đây, jean cao cấp. Trăm rưỡi hai quần, đỉnh luôn. Em chưa nói mà các bạn nhìn cái lưng không rồi, các bạn nhìn hàng này. Trăm rưỡi hai quần, cao cấp lắm luôn các chị em. Bạn nhận cái hàng này về, các bạn đang chờ vô cái bạn nó đẹp lắm. Rồi bây giờ các bạn nhìn hàng giúp em rồi các bạn nhé. Trăm rưỡi hai quần các bạn để lại số ký. Em coi xem vừa cái nào em lấy cho mọi người cái đó. Vừa thì em lấy, còn nếu không thì em không lấy. Hàng này của chúng ta nó chỉ e tầm khoảng 23 ký đổ xuống thôi. 22 ký đổ xuống thôi.
thư số 7. Số 7 không đủ 3 tuần đó chị ơi. Lê Hoa chưa có số ký sao chốt. Trời ơi. Số 6. Số 6 này. Số 6 từ bạn Như Huyền. Ủa lấy số 6 cái quần chưa đâu. Không về. Các bạn nhận được cái quần này về lương không đầy đủ hết. 100 đổi 2 quần. Hôm nay em xả cho mọi người luôn, ưu tiên những bạn nào chốt số 1, số 2 100 đổi 2 quần, riêng số 1, số 2 em xả cho mọi người 122 quần, tức là 60 ngàn. Riêng số 1, số 2, tức là những bạn nào mà từ 12kg đổ xuống đấy, 12kg đổ xuống là 122 quần mọi người nhé. Em nhớ ghi giá. Riêng số 1, số 2 là 122 quần mọi người nhé. Riêng số 2. Ơi, con trai xuống đây mẹ Nhung. Mẹ đang bán hàng dưới này này con. Đi xuống đây, con gọi chị bé nữa. Xuống đây. Lại rồi, thắng lại rồi. Nguyễn Hạnh 18kg em ơi, số 6. Ok Nguyễn Hạnh. Rồi ok Nguyễn Hạnh nha. 32kg không vừa. Lê Hoa chưa có số ký. Lê Giang hết, à, Giang Hà hết. Rồi ok, hai cái 12kg. Lê Hoa thì là 120 em nhé. Lê Hoa 120, anh ơi. À, nghe không rõ hả Lợi Trang hả? Rồi ok Ngọc Đang này. Ngọc Đang 10kg này. Ngọc Đang này có 122 quần nhé Ngọc Đang nhé. Một trăm hai hai quần ok Ngọc Đang. Ừ tại mưa rồi chị Lê Hoa ơi, thả cho em số điện thoại vô với ạ. Lê Hoa khách 60kg em hết nhá chị nhá. Rồi Ngọc Đang 30kg em hết chị. Lại 10kg Tài Đức ơi. Ơi con đơn chân con đi cậu Trang con đơn chân con bác trai bé con chú. Rồi 17kg cho Thành Như hả? Để coi xem còn không. Ơi lên đẹp con trai chí. Không, cái này 17kg không còn. Bây giờ chỉ còn một size 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Chị Lê Tài Đức ơi, 30kg không vừa, 35kg không vừa. Tức là cái này là size nhí chị ạ. Nó là size nhí mất rồi. Tức là size từ 16kg đổ xuống cho em nhé. 16kg đổ xuống. 16kg đổ xuống. Úp này phải lấy bọc cổ lại chị. Rồi Lê Hoa có chưa? Lê Hoa rồi. Rồi Lê Hoa ok rồi. Lê Hoa 120 đó. Lê Hoa là 122 quần. Tức là 12kg đổ xuống là 120. Mọi người nhé, 122 quần. Bé Thái thì nãy có like rồi. Trần Trang. Trần Trang họ số 7 gì rồi đây? Ơ. Trần Trang họ số 7. Họ số 7 là sao hả chị ơi? Rồi Thành Như ok. Họ là họ này á. Cảm ơn trời, chị chào chị một xíu nhé. Thành Như ok. Như Huỳnh 14kg. 14kg cho chị nhé. Ok Sài Gòn đang mưa rồi. Rồi ok qua. Cái này là quần jean mà. Quần jean mọi người ạ, à. quần jean. Rồi, chắc anh quần jean này thì nó là chất liệu vải, nó cũng là jean. Nhưng anh jean này nó là jean xịt phe, tức là cái mình jean của nó. Bé trai, Nani, bé trai. Đây, nó là vải jean mềm hơn, tức là cái chất liệu vải jean nó mềm hơn, nó mỏng hơn một xíu. Giống như là cái này là 4 ao thì cái này nó khoảng tầm 2 ao thôi. Đó, các bạn nhá. Và jean này em xả cho các chị em luôn này. Ai lấy nhanh thì được, em sell cho các chị em luôn là 45.000 một quần. 45.000 một quần và ưu tiên cho những bạn nào đã có đơn. Các chị em nha. 45.000 một quần mà bạn nào có đơn thì cốt nhanh em. Nè, còn size số 1, còn size số 2, còn size số 6, còn size số 3, số 4. 45.000 một quần các bạn ạ. Số 7, số 8, ok. Số 8 không? 45.000 một quần các chị em ơi, chốt nhanh bởi vì hàng này không một đồng lời nào luôn. Chơi lớn như vậy đó, vải đẹp lắm luôn. Có điều là nó mỏng vải hơn một xíu. Nhưng mà quần jean mà, mặc cho nó mát mùa hè, đúng không ạ? Số 1, số 8, từ số 1 tới số 8. Tức là từ 10kg cho đến 23kg các chị em nha. Rồi, 17kg cho Thành Như, coi chăm có không ạ? 17kg số 5 rồi. Số 6, ok cho Thành Như. Rồi, có 45.000 mua về cho con nó mặc. Tội gì, của đẹp lắm luôn. Nãy giờ em không mua được gì hết à? 10kg cho Nani, ok bé trai nha, cái này là bé trai. Có 45.000 mà, đây. 10kg cho Nani. Đây, 19 cho Nani, đúng không? Số 7, số 8, số 3, số 4. Rồi, ok. Đấy, 1, 3, 4, 7. 10 ký cho Nguyễn Hạnh, ok. Em ghi giá 10 là 45 ký nha chị.
45k đi. Em nghe giá 35k. Rồi, cái đoạn quần bé gái 45.000. Ừ, 45k. Tới quần bé gái nha chị em nha, tới quần bé gái nha. Quần bé gái. Vân ơi, thì Vân được một quần thôi. Thì Vân một quần thì nhắc tại vì hết rồi, bây giờ nó còn cái số 4. Vân Lê Thị Vân có 45.000 mà. Bích Vân số 7. Còn một cái số 8, một cái số 4. Một cái số 8 và một cái số 4 mọi người nha. Quần bé gái phải không? Quần bé gái cao cấp mọi người nha. Quần bé gái cao cấp các chị em nha. Quần kaki bé gái, quần đùi kaki bé gái. Cái quần này các con mà được đi chơi mặc cái quần này lên hoặc đi học mặc ở nhà thì nó quá đỉnh. Riêng cái anh Vin à, quần kaki này là quần cao cấp. Đây các bạn nhìn này, dây đai này. Nó có dây đai các chị em nhìn thấy không ạ? Dây đai nha mọi người nha. Đây em mở mọi người xem. Dây đai này các chị em nhìn thấy không ạ? Đây. Quần này, lưng không này. Co giãn này. Nó đẹp lắm luôn, tức là cái quần này của nó là phải nói là tuyệt vời luôn. Cái này trước đơn nha, này trước đơn. Mưa là có thể kéo bằng keo nữa, mưa là cái gì luôn. Kéo bằng keo này vô, sổ tải. Đây, cái quần này các bạn nha. Hai cái kim tiên hình thôi, quần đó em có rồi đúng không? Nó đẹp hoàn hảo luôn, nó đẹp hoàn hảo luôn. Các bạn nhìn này. Lưng này. Đấy, luồn dây này. Đẹp không? Thành Như quần này đẹp không? Nói cho chị một tin ra. Đẹp không các bạn? Trời ơi, cái quần này mặc lên, cột cái dây lên cho con nó mặc nha. 3 quần. Ờ, combo 3 quần. Em xả lớn cho các chị em luôn. Cái quả này chơi lớn này. Đọc sai đi em, còn toàn size nhí thôi. Nó còn toàn size nhỏ không à? Nó còn toàn size nhỏ không à? Rất là tiếc luôn ấy. Cái quần này mà các con mặc lên thì thôi rồi. Tức là như thế này đây các chị em này. Đó. Quá đẹp luôn đúng không? Quần này là quá đẹp chứ không phải đẹp thường nữa. Chất liệu đẹp lắm luôn. Em không quan tâm tới cái chuyện lời và lỗ nữa. Em lấy ba quần bé trai mà rộng tới. Cổ tiêu hoa hả? Cái quần nào ta? Quần nào vậy ta? Đại này hả? Các bạn ơi, cái quần này của chúng ta này. Hàng này là em muốn thực sự là ngày hôm nay em xả. Không quan tâm tới cái chuyện lời lỗ nữa. Mà ngày hôm nay em xin lỗi mọi người là em sẽ bán một cái giá mà rẻ như bèo luôn. 100 mà xả rẻ là em chuyện nói nha. Chưa dám bán. Thằng Như bán nhiêu vậy? Có mới thì bán bao nhiêu Thằng Như? Hả? Mấy quần? 101 một cái hả? 101 hai cái hả? Sao rẻ vậy hả? Ôi trời ơi, chơi lớn luôn mọi người ơi. Đồ ok. Cái này là 3 quần là bao nhiêu nhỉ? 3 quần là 100. $165,000. Xả sốc cho mọi người luôn là 160.000 3 quần. 160.000 3 quần, không một đồng lời và thậm chí còn bù tiền nhân viên cho mọi người nha. Ừ, 150 2 quần đúng không? Hôm bữa chị Nhung bán 150 2 quần mà hôm nay chị Nhung xả cho mọi người luôn là 160 3 quần. Không phải 2 quần nữa mà 160 3 quần các tình yêu nha. Rồi chốt nhanh đi bởi vì không có hàng đâu. Nó đẹp lắm luôn cái này các bạn, kết hợp với áo ba lỗ này. Áo dài tay áo gì cũng đẹp, cứ áo kiểu lên là đẹp lắm. Cái hàng này các bạn ơi, vải đẹp lắm. 150 2 quần hôm nay xả 160 2 quần. Chắc là lỗ ít nhất là 30.000 tiền nhân viên. Rồi, tiền băng keo tiền đồ đấy, tiền kéo băng keo đó các bạn nghe chưa? Rồi bắt đầu chốt các bạn ơi. Nó còn size bao nhiêu? Em còn toàn size nhí không mà mọi người ạ? Size 1 2 3 4 5. Nó từ 9 kg, từ 8 kg, từ 8 kg cho đến 23 kg. Còn size thứ 8 không? Hết size 2 số 8 phải không? Vậy thì còn từ 8 kg cho đến 20 kg rồi mọi người nhá. Từ 8 kg đến 20 kg thôi, 20 kg thôi. Tới 20 kg rồi mọi người nhá. Rồi bắt đầu chốt các bạn ơi. 160.000 3 quần. Coi như là. Rồi ok, candy hàng thô này. Candy hàng thô 3 quần cho candy hàng thô này. Nó đạt đỉnh luôn nha. Candy hàng thô ok này.
này các bạn ơi, đẩy nhanh giúp em nha. 160.000 mà được 3 quần luôn, các bạn đi ra ngoài mua thì nó sẽ rơi tầm là cái hàng này có khi phải nó quất các bạn đi vào shop nó bán các bạn một trên 100.000 một quần đấy, trên một quần trên hàng một ngàn, trên 100.000 một quần mà ở đây bán cho một người 160 3 quần đó các bạn, 160 đi ra ngoài mua không được 2 quần mà ở đây mua được tới 3 quần luôn. Quần này đẹp lắm, đúng rồi, đẹp lắm luôn. Bây giờ nó còn toàn size nhí đâu à, nó còn toàn size nhí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tức là từ 8kg cho đến 20kg đúng không? Đó, ok, cho Trúc Tình luôn 15kg này. Các chị em nhận được cái quần này về cho con nó mặc, cho con nó bật, nó sướng, đẹp lắm. Này còn sót lại một bạn người này. Ừ. Rồi ok, Trúc Tình này. Trời ơi, bạn nào mà chưa thôi nôi mua cái quần này về cho con mặc cái thôi nôi này các bạn này. Ok, Trúc Tình này. Rồi Hồng Vân này, em còn không? Có một không? Có một á. Ủa, quần này còn không bé? Tất cả bao nhiêu đây thôi hả? Có 2 đâu bé? Số 2 còn 2 cái số 3 nhưng mà 1. Ok, bé 6, 9kg. Hồng Vân. Hồng Vân đuôi 7, 7, 2, 3. Còn không bé? Bé 6, 9kg hết hả? Bé 6 còn không? Còn size số 4 này. Ai vừa có mình xem. Số 2 còn không? Còn đúng một quần duy nhất à? Này cầm lấy. Bỏ vào các bạn. Không Vân ơi, hết rồi, bây giờ còn đúng một cái duy nhất thôi. Còn đúng một cái duy nhất. Còn hai cái màu đỏ mới ghê chứ. Có hàng này hết hả bé? Hết sạch rồi. Còn size 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 mọi người nha. 3, 4, 5, 6. Mỗi một combo còn một cái nè. 3, 3, 4, 5, 6. Đó nha. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. 22 ký không có. Alo. Rồi ok ok. 3, 4, 5, 6 các chị em nha. 3, 4, 5, 6. Đó, ai lấy comment cho em 22kg này không vừa. Tức là 16kg này khoảng 17kg. Hay số 6 này khoảng 17kg đổ xuống ok. Số 6 là khoảng 17kg ok đó. Số 6 là khoảng 17kg ok. Ai lấy comment cho em là 3, 4, 5, 6 nha, 17kg ok. Rồi ok. 3, 4, 5, 6. Rồi thôi, bây giờ em tạm thời bộ gì hả? Thanh Trâm, Thanh. Các bạn nhớ nếu bạn nào mà có con gái lớn á, có con gái lớn, bé gái lớn, hãy comment cho em bộ đại bé gái nhé. Bộ đại của chúng ta là từ 25 cho đến 45kg. Các bạn lưu ý giùm em nha. Big Bun ơi, chắc là nếu mà được thì hôm nay tối nay chị nên xả bé gái rồi nữa. À chị em, tối nay 8 giờ. Tối nay 8 giờ các chị em nha. Tối nay 8 giờ em xả một lần nữa. Bây giờ em nghỉ mọi người nha. Tối nay 8 giờ like xả tiếp mọi người nha. Rồi các bạn ơi, tạm biệt mọi người và chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Tại vì giờ này trời nó cũng mưa rồi. Đó, với cả em đi công chuyện. 8 giờ chúng ta sẽ xả tiếp mọi người nha. Ơi, ai chốt đơn thì inbox vào trong trang sử cho em nhá. Bạn nào chốt đơn tức là không mua nữa thì inbox vào trong sử cho em là chốt đơn vào cho em kèm theo địa chỉ để chúng ta chốt đơn đi hàng luôn các chị em nhé. Tạm biệt mọi người.